Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn vào tham gia khóa học chuyên gia bán hàng ngày hôm nay trong buổi học thứ hai. Xin mời tất cả các bạn vào xem livestream ạ. Các bạn đã vào đến livestream buổi học ngày hôm nay chưa? Nếu mà các bạn đã vào xem livestream rồi thì mời các bạn chúng ta hãy comment một chút ở phía dưới để chúng ta sẽ chào nhau một chút trước khi buổi học bắt đầu nhé. Mình sẽ kiểm tra đường link Facebook. Nào, xin mời các bạn comment đi ạ. Xin chào Thanh Hương. Chào Phạm Thúy Hằng. Chào bạn Thiện Phạm. Xin mời tất cả các bạn vào xem livestream ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin chào Nga Hoàng. Các bạn nào vào xem livestream thì chúng ta sẽ comment xuống phía dưới nhé. Nhớ chia sẻ cái livestream này về tường. Và hôm trước thì Hải Ninh trong cái buổi học đầu tiên của khóa học chuyên gia bán hàng online thì mình cũng đã muốn là rất là tặng các bạn, những bạn chia sẻ livestream một phần quà. Tuy nhiên là vì thời gian thì cũng có hạn nên là mình muốn sau khi kết thúc khóa học thì mình sẽ tặng các bạn luôn một thẻ. Đấy. Thì mình sẽ quét tất toàn bộ các danh sách những bạn nào chia sẻ livestream thì đều được nhận phần quà. Nên là rất mong các bạn chia sẻ cái livestream này về tường, vừa là để mình có thể dễ dàng xem lại cái nội dung thông tin trong cái quá trình học, và đồng thời cũng sẽ giúp đỡ cho những bạn cùng đi giao live trên Facebook học hỏi được những cái nội dung kiến thức rất là quan trọng này. Xin chào Vân Nguyễn. Các bạn vào xem livestream mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin mời các bạn comment xuống phía dưới nhé. Thì trong buổi ngày hôm trước Hải Ninh chia sẻ với các bạn các nội dung rất là quan trọng đúng không ạ? Thì những bạn đang xem livestream của Hải Ninh chia sẻ trong ngày hôm nay, bạn nào mà đã tham gia, đã học cái buổi học đầu tiên của ngày hôm qua trong cái khóa học này thì các bạn hãy comment số 1. Còn trường hợp mà các bạn bắt đầu ngày hôm nay mới học cái khóa học này thì các bạn hãy comment cho Hải Ninh số 2. Xin mời các bạn hãy comment đi ạ, để mình biết là trong số các bạn đang xem livestream ở đây thì những bạn nào mà đã được nghe cái livestream của Hải Ninh trong buổi thứ nhất rồi, và bạn nào chưa được nghe và hôm nay sang buổi thứ hai, để mình biết là cái số lượng mà các bạn đang quan tâm tới cái khóa học này thì cái tỷ lệ là bao nhiêu. Chào Nga Hoàng. Chào Kim Hiền. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Những bạn nào mà đã học cái buổi học đầu tiên rồi thì các bạn hãy comment số 1 đi ạ. Chào Kim Hiền, cảm ơn các bạn. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment xuống phía dưới. Chào chị Âu Thúy Liễu. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn comment khẩn trương xuống phía dưới nhé, để mình sẽ biết được các thông tin của những học viên trong khóa học, trong buổi học ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ cái livestream này về tường để giúp cho những bạn nào mà chưa kịp vào được nhóm thì các bạn có thể xem trực tiếp trên tường Facebook của Hải Ninh. Hôm nay có rất là nhiều bạn mới à. Kim Hiền cũng là mới tham gia buổi học hôm nay à. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Những bạn nào mà đã tham gia buổi học thứ nhất thì hãy comment số 1. Bạn nào mà ngày hôm nay mới bắt đầu tham gia buổi học ngày hôm nay thì hãy comment số 2. Ồ, Thanh Hương cũng mới bắt đầu à? Buổi học ngày hôm
nội dung mà khai mở cho các bạn về những cái nhận định của các bạn về cái quá trình bán hàng online của bạn theo cái cách bán hàng thông thường. Thế nên là bạn nào mà chưa xem được cái livestream này thì các bạn hãy vui lòng, chúng ta hãy dành bớt chút thời gian để xem cái livestream đó. Nó cũng hết sức là quan trọng để các bạn nhận định lại cái cách mà các bạn đang bán hàng. Được chưa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới, chúng ta sẽ chào nhau một chút nhé. Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Mình sẽ chia sẻ cái livestream này về tường để những bạn nào chưa kịp vào nhóm có thể theo dõi cái livestream này. Chưa? Các bạn đã nhìn thấy hết các cái các bạn đã nhìn thấy hết các cái nội dung. Các bạn có xem được không ạ? Các bạn có nhìn rõ không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy là nếu mà các bạn nghe cái Hải Linh chia sẻ mà các bạn chưa nghe rõ thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Để mình sẽ kiểm tra lại cái Facebook của mình. Chào chị Thúy Liễu. Dạ được rồi ạ. Chào Mộng Huế. Nào những bạn nào đã học cái buổi học đầu tiên của ngày hôm qua, đúng không ạ? Của trong cái khóa học chuyên gia bán hàng này thì mời các bạn hãy comment số 1 nhé. Mời các bạn hãy comment số 1 đi ạ. Mời các bạn hãy comment đi ạ. Xin chào bạn Hằng Phan. Những bạn nào mà đã học buổi đầu tiên đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy được là cái tầm quan trọng như thế nào đúng không ạ? Của việc xây dựng thương hiệu. Vậy thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho Hải Linh biết là các bạn đã nắm được những cái nội dung gì. Và các bạn có thể điểm qua lại một chút trước khi chúng ta sẽ tiến hành buổi học ngày hôm nay, buổi học thứ hai đúng không ạ? Các bạn hãy comment đi ạ. Vâng, cảm ơn chị Thúy Liễu. Chào Tăng Thị Thúy Dung. Đấy. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Những bạn nào mà buổi hôm qua mà các bạn đã nắm được các cái thông tin cơ bản trong cái quá trình mà chúng ta kinh doanh online đúng không ạ? Các bạn hãy viết xuống dưới những cái nội dung kiến thức mà các bạn cảm thấy các bạn đã nắm bắt được các cái thông tin đó. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Hãy comment xuống phía dưới. Chào Nhật Khang. Thì mình điểm qua lại một chút đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Đúng rồi ạ, những sai lầm. Những sai lầm. Những sai lầm trong bán hàng online. Đúng rồi ạ. Cảm ơn Thu Thu. Chào Mai. Được chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới để các bạn học được những gì nữa ạ. Cái cách mà các bạn bán hàng, chúng ta đang bán hàng online một cách bán hàng thông thường đúng không ạ? Và Hải Linh đã chia sẻ và phân tích cho các bạn là những cái thói quen bán hàng thông thường của các bạn đúng không ạ? Đã đưa đến cái kết quả mà các bạn nhận lại là gì ạ? Là nó chưa đạt được cái hiệu quả cao trong quá trình bán hàng online đúng không ạ? Thì buổi học hôm trước mình đã phân tích rất là rõ về vấn đề này rồi. Đấy. Còn gì nữa ạ? Các bạn học được gì nữa? Rất là nhiều các nội dung kiến thức mà mình đã chia sẻ buổi ngày hôm trước. Mình sẽ điểm lại một số các nội dung chính thôi. Chào chị Ngọc Chuyên Nguyễn. Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường đấy ạ, bởi vì các bạn có thể sẽ xem lại cái livestream này để chúng ta ghi nhớ lại các cái nội dung quan trọng cũng như là chúng ta sẽ
chia sẻ và gắn tên, gắn thẻ bạn bè vào để mọi người cùng nhau hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau để chúng ta bán hàng online hiệu quả hơn trên Facebook. Đấy. Và Hà Ninh rất là mong muốn là các bạn chia sẻ cái livestream này để giúp cho chúng ta cộng đồng người kinh doanh online Việt Nam đều phát triển đúng không ạ? Phát triển. Và chúng ta khi mà các bạn biết rằng một cộng đồng mà lớn mạnh thì tất cả những thành viên trong cộng đồng sẽ có những lợi ích, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy cùng nhau chung tay xây dựng một cộng đồng kinh doanh online phát triển bền vững hơn, đúng không ạ? Các yếu tố tạo nên thương hiệu, cảm ơn chị Thu Thu. Bí mật ẩn sâu yếu tố tạo nên thương hiệu, cảm ơn Mai. Như vậy là các bạn đã học được các nội dung rất là quan trọng, đúng không ạ? Thương hiệu ạ. Và bí mật ẩn sâu, đúng không ạ? Đó. Tức là chúng ta có rất nhiều các nội dung, đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản là chúng ta đã học những cái nội dung để chúng ta thấy được là cái tầm quan trọng của thương hiệu như thế nào. Rồi là những cái bí mật mà chúng ta đã được khai phá ra và các bạn đã hiểu tầm quan trọng của cái nội dung mà mình đã chia sẻ trong cái buổi học thứ nhất, đúng không ạ? Thì trong cái buổi học này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái nội dung còn tuyệt vời hơn thế nữa. Và bao nhiêu bạn trong số các bạn đang xem cái livestream này và các bạn mong muốn là sẽ đón nhận được nhiều cái giá trị hữu ích mà Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn thì các bạn hãy comment xuống phía dưới là tôi mong muốn á. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới tôi mong muốn. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Mình sẽ xóa cái phần này đi ạ để chúng ta tiến hành bắt đầu sang buổi học ngày hôm nay. Cảm ơn chị Chuyên Viễn, cảm ơn Nga Hoàng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Xin mời tất cả các bạn xem cái livestream này của Hải Ninh. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường bởi vì thực sự nó là một cái livestream hết sức là ý nghĩa và quan trọng đối với những người bán hàng online. Và thực sự với việc bạn chia sẻ một cái livestream ý nghĩa như thế này là các bạn đã chung tay giúp đỡ một cộng đồng kinh doanh online trên Facebook, những con người Việt Nam, là chúng ta sẽ phát triển hơn. Bởi vì khi mà chúng ta kinh doanh online tốt hơn thì chính các bạn cũng sẽ được hưởng những cái lợi ích từ đó, đúng không ạ? Khi mà những người kinh doanh online đều có những nguồn thu nhập dồi dào thì họ cũng dễ dàng sẵn sàng mua cái sản phẩm mà bạn đang cung cấp, đúng không ạ? Đó. Vậy thì những cái lợi ích mà đem lại có cái giá trị rất là lớn và các bạn cần phải hiểu cái yếu tố này. Khi các bạn chia sẻ là các bạn đang trao đi giá trị và các bạn đang giúp đỡ những cộng đồng, những người kinh doanh online để đạt được những cái kết quả tốt hơn và họ mong muốn, họ đều rất là mong muốn bạn chia sẻ cho họ những cái cơ hội cũng như là cái cách tiếp cận những cái kiến thức mà họ mong muốn có được để mà giúp họ có nhiều cái kết quả tốt hơn trong cái quá trình kinh doanh online. Vậy thì bạn chính là cầu nối chia sẻ cái livestream giá trị này để giúp cho mọi người đạt được cái kết quả tốt nhất. Và các bạn biết rằng là khi mà chúng ta chia sẻ, tức là chúng ta trao đi giá trị, mà bản thân cái livestream này khi mà được chia sẻ, lượng tương tác tăng lên, đúng không ạ? Số người xem đông, lượng tương tác tăng lên cũng chính là giúp cho chính nick Facebook của bạn cũng gia tăng được lượng tương tác, bởi vì bạn là người chia sẻ livestream này và nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình tương tác của bạn, đúng không ạ? Vậy thì bạn phải biết được cái lợi ích của nó để mà các bạn chia sẻ cái livestream này để cùng nhau mọi người có thể biết được các cái giá trị hữu ích mà Hải Ninh chia sẻ trong cái livestream ngày hôm nay. Và mình xin tiết lộ rằng là trong cái livestream này là cái nội dung hết sức là đặc biệt, những nội dung hết sức đặc biệt. Và các bạn sẽ thấy rằng là những cái nội dung mà Hải Ninh chia sẻ rất là cô đọng, rất là giá trị. Và các bạn cần phải theo dõi hết cái buổi livestream này để các bạn làm sao ạ? Các bạn sống trong cái mạch cảm xúc, các bạn sẽ thực tế tương tác với Hải Ninh, đúng không ạ? Và các bạn nghe trực tiếp này, các bạn sẽ thấy là cái tư tưởng mà các bạn thấm nhuần nó sẽ có giá trị lớn hơn rất là nhiều. Xin chào Nguyễn Liên, được chưa? Các bạn hãy comment đi ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Hãy comment xuống phía dưới. Tôi đã sẵn sàng. Xin mời tất cả các bạn hãy comment xuống phía dưới. Tôi đã sẵn sàng. Và sau khi mà các bạn comment xong thì mình sẽ bắt đầu tiến hành chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay. Xin mời các bạn.
comment xuống bên dưới ạ, tôi sẵn sàng. Mình chưa nhận được tín hiệu comment của các bạn, các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Các bạn thực sự sẵn sàng mà muốn Hải Ninh chia sẻ các cái nội dung giá trị trong buổi ngày hôm nay thì các bạn phải tương tác mạnh lên, các bạn phải hào hứng lên, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có một cái năng lượng lớn thì chúng ta sẽ gia tăng được gì ạ? Được sức hút. Các bạn hiểu không ạ? Cái sức hút đối với khách hàng là rất là quan trọng, đúng không ạ? Khi mà các bạn tạo ra được sức hút đối với bản thân, đúng không ạ? Nó cũng ảnh hưởng cái phần mà Hải Ninh đã chia sẻ trong buổi hôm trước, đó chính là thương hiệu. Khi mà các bạn tạo ra được sức hút từ bản thân là các bạn sẽ gì ạ? Là các bạn sẽ tạo ra được những nguồn khách hàng, đúng không ạ? Người ta sẽ bị bạn cuốn vào, đúng không ạ? Bị bạn hút vào trong cái thế giới của bạn. Vậy thì bạn phải năng lượng lớn lên, các bạn phải tương tác mạnh lên, đúng không ạ? Các bạn phải comment nhiều lên, bởi vì khi mà các bạn nghe, các bạn suy nghĩ, các bạn trả lời là cái cách mà các bạn sẽ tạo ra cho bộ não của chúng ta vận động, đúng không ạ? Tư duy một cách liền mạch hơn, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta giải quyết một cái vấn đề xảy ra là chúng ta sẽ dễ dàng ứng xử hơn, tức là chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề một cách nhanh hơn, đúng không ạ? Đấy là do chúng ta luôn luôn rèn luyện cái tư duy mỗi ngày. Nên là khi mà các bạn nhận được một câu hỏi, các bạn hãy suy nghĩ nhanh chóng và hãy đưa ra câu trả lời, đúng không ạ? Dù đúng dù sai không quan trọng, đúng không ạ? Mà cái quan trọng là các bạn đã để cho cái tư duy để hoạt động, để chúng ta sẽ nhận định cái đúng sai đó theo cái góc nhìn của mỗi người. Và mình sẽ định hướng cho các bạn là những cái nội dung cô đọng nhất, những nội dung cơ bản nhất, và nó có giá trị như thế nào để các bạn nhìn nhận một cái vấn đề theo một cái phương hướng mới, đúng không ạ? Theo một cái chiều hướng mà có thể tạo ra được cái kết quả tốt hơn theo cái cách mà các bạn đang làm hiện tại, được chưa? Cảm ơn Mai, cảm ơn Hằng Phan. Các bạn sẵn sàng chưa? Hãy comment tôi sẵn sàng đi ạ. Cảm ơn Thu Thu, cảm ơn Mộng Huế. Mình đã nhìn thấy tín hiệu sẵn sàng của các bạn rồi, đúng không ạ? Các bạn, những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn hãy comment tôi sẵn sàng đi ạ. Các bạn hãy năng lượng lên, bởi vì các bạn biết không ạ? Trong những cái livestream, trong buổi học, đúng không ạ? Trong buổi học, trong lớp học chuyên gia bán hàng online này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí quyết, đúng không ạ? Và một phần trong cái bí quyết mà chúng ta chinh phục được khách hàng đó chính là gì ạ? Đó là chúng ta năng lượng lớn, đúng không ạ? Khi mà các bạn có năng lượng lớn là các bạn sẽ thu hút được khách hàng. Và các bạn có biết cách để tạo ra năng lượng hay không ạ? Đúng không ạ? Đấy là một cái yếu tố, hay nói khác người ta gọi là một cái tuyệt chiêu, nó hết sức là quan trọng. Và Hải Ninh rất là mong muốn chia sẻ cái tuyệt chiêu này cho các bạn. Và cái tuyệt chiêu này mình đã gửi gắm, mình đã chia sẻ và mình đã nói rất là kỹ trong một cái bộ tài liệu. Đó là tuyệt chiêu gì ạ? Tuyệt chiêu chốt sale khách hàng và bí quyết để mà tức là bí quyết để mà giải quyết cái trường hợp khách hàng từ chối. Đấy. Đấy, nói chung là về cơ bản ấy, cái tài liệu đó rất là hay và mình rất là muốn tặng những bạn mà đã chia sẻ cái livestream này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn chia sẻ livestream là các bạn đã cùng Hải Ninh trao đi giá trị cho cộng đồng. Thế nên là mình rất là mong muốn tặng các bạn những bạn chia sẻ livestream này. Và sau khi kết thúc 3 khóa học này thì mình sẽ quét toàn bộ các bạn mà đã chia sẻ cái livestream này để mình sẽ gửi tặng toàn bộ, tức là mình sẽ gửi tặng toàn bộ các bạn chia sẻ livestream cái tài liệu hết sức là tuyệt vời này. Và rất là mong những bạn mà sẽ nhận được cái cuốn tài liệu này, các bạn sẽ áp dụng nó để mà thành thạo cái kỹ năng trong cái quá trình bán hàng, và các bạn sẽ thấy nó hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn. Các bạn đã chia sẻ chưa ạ? Nếu mà bạn nào đã chia sẻ livestream thì các bạn hãy comment là đã chia sẻ nhé. Các bạn hãy comment xuống dưới đã chia sẻ để mình sẽ biết được là các bạn đã sẵn sàng, đúng không ạ? Đã sẵn sàng trao đi những giá trị trên cộng đồng kinh doanh online cùng với Hải Ninh, được chưa ạ? Các bạn hãy comment đi ạ. Hãy comment là đã chia sẻ để Hải Ninh biết, đúng không ạ? Nào mời các bạn. Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Cảm ơn bạn Mộng Huế, mình đã nhìn được tin nhắn của bạn Mộng Huế đã chia sẻ rồi. Rồi còn các bạn khác thì sao? Cảm ơn chị Ngọc Chuyên Nguyễn. Nào các bạn hãy khẩn trương lên ạ.
Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, vào trong các cái hội nhóm, vào trong các hội nhóm. Và mình luôn luôn có một phần quà đặc biệt dành cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất. Mình luôn có một phần quà đặc biệt dành cho bạn nào chia sẻ livestream nhiều nhất. Mình đã nhìn nhận thấy tín hiệu của các bạn, đó là các bạn đã sẵn sàng trong cái buổi học ngày hôm nay, và mình sẽ không để cho các bạn phải chờ đợi lâu nữa, bởi vì thời gian là rất là quan trọng và đều giá trị đối với tất cả các bạn, đúng không ạ? Và mình sẽ bắt đầu luôn trong cái buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hải Linh sẽ chia sẻ cho các bạn về nghệ thuật thu hút khách hàng. Các bạn có mong muốn không ạ? Các bạn có muốn nghe không ạ? Nghệ thuật thu hút khách hàng. Nghệ thuật thu hút khách hàng, được chưa? Nghệ thuật thu hút khách hàng. Vậy thì nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để thu hút khách hàng. Và các bạn biết không ạ, để thu hút khách hàng có rất là nhiều những cái yếu tố mà liên quan để chúng ta có thể hấp dẫn và thu hút khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì theo các bạn là những cái yếu tố nào mà chúng ta có thể tạo ra được sức hấp dẫn đối với khách hàng? Các bạn hãy thử comment xuống phía dưới để cho Hải Linh biết xem là cái nhận định của các bạn như thế nào về cái sức hút, để tạo ra được cái sức hút cho khách hàng. Hay nói cách khác là làm thế nào để bản thân chúng ta tạo ra được sức hút cho khách hàng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái ý kiến của các bạn xem nào. Xem cái nhận định của các bạn về cái cách thức mà các bạn đang vận động, các bạn đang vận hành cái quá trình kinh doanh online của các bạn trên Facebook như thế nào. Để mình xem là cái nhận định của các bạn nhìn nhận về cái cách bán hàng online ra sao, được chưa? Điều đó rất là quan trọng để các bạn sẽ thay đổi, các bạn sẽ thay đổi hoặc là có cái nhìn sâu hơn về cái việc là chúng ta tạo ra được cái sức hút đối với khách hàng. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé, để mình xem là các bạn nhận định như thế nào. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Theo các bạn thì những yếu tố nào sẽ tạo ra sức hút đối với khách hàng? Được. Hay là những yếu tố nào tạo ra cái sự thu hút của nick Facebook cá nhân của chúng ta đến khách hàng? Thì theo các bạn đó là những yếu tố nào? Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment đi ạ. Mà các bạn hãy comment xuống phía dưới, mình chưa nhìn thấy tín hiệu trả lời của các bạn. Theo các bạn thì yếu tố nào tạo ra sức hút đối với khách hàng? Các bạn nhận định như thế nào thì các bạn hãy comment xuống để mình xem là cái cách mà các bạn đang suy nghĩ về việc và tạo ra sức hút đối với khách hàng thì các bạn đang thực hiện đó như thế nào. Các bạn hãy comment đi ạ. Để mình xem là các bạn đang suy nghĩ như thế nào về cái cách tạo ra sức hút đối với khách hàng. Xin chào Bích Hoa. Nào mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn đang tạo ra sức hút đối với khách hàng như thế nào? Mình chưa nhìn thấy cái tín hiệu trả lời của các bạn. À, mình đã xem được một số nội dung thông tin rồi.
Nào, mình đã nhìn thấy các bạn trả lời này, thương hiệu này. Mình sẽ ghi một vài các cái nội dung ở đây nhé. Thương hiệu này. Còn gì nữa ạ? Hình ảnh thu hút, câu chữ thu hút. Hình ảnh. Hình ảnh thu hút. Hình ảnh thu hút. Câu chữ tức là nội dung đúng không ạ? Nội dung thu hút. Còn gì nữa không ạ? Các bạn hãy comment đi ạ, hãy comment khẩn trương cái suy nghĩ của các bạn này. Làm thế nào để tạo ra được cái sự thu hút khách hàng này? Đúng không ạ? Theo các bạn này, các bạn đang làm gì để mà tạo ra sự thu hút đối với khách hàng? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Và ở đây mình đã nhận được ba cái câu trả lời của các bạn. Đó là gì ạ? Là thương hiệu, là hình ảnh thu hút, là nội dung thu hút. Còn gì nữa không ạ? Vâng, cảm ơn Mai. Bạn Mai có thêm câu trả lời đó là thường xuyên chăm sóc khách hàng. Thường xuyên chăm sóc khách hàng. Thường xuyên chăm sóc khách hàng. Còn gì nữa không ạ? Mời các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Hãy comment khẩn trương lên xem là cái cách mà các bạn đã nhận định về việc là làm thế nào để các bạn thu hút khách hàng. Và các bạn đang nghĩ là các bạn sẽ thu hút khách hàng theo cách nào thì các bạn cứ comment xuống và mình sẽ phân tích cho các bạn và mình sẽ đưa ra cái phương hướng cho các bạn để có một cái nhìn đầy đủ, để có chúng ta sẽ thu thập được các yếu tố trọn vẹn tạo ra được sức hút đối với khách hàng. Và điều này nó có quan trọng không ạ? Nó có quan trọng không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy nó thực sự quan trọng trong quá trình các bạn bán hàng online thì các bạn hãy comment xuống phía dưới là quan trọng, đúng không ạ? Hãy comment xuống phía dưới là quan trọng. Bởi vì khi mà các bạn viết ra cái từ quan trọng đó thì các bạn mới nhớ, các bạn mới, não bộ của chúng ta mới ghi nhận được à, những điều mà Hải Ly sắp chia sẻ ở đây nó thực sự là quan trọng. Bởi vì nếu mà bạn tạo ra được sức hút đối với khách hàng thì các bạn biết ạ, là gì ạ? Là các bạn sẽ bán hàng một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn hiểu điều này không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Khi mà các bạn nhìn thấy ạ, những người nổi tiếng, người ta bán hàng có dễ không ạ? Rất dễ, đúng không ạ? Các bạn xem những cái live stream của những người nổi tiếng, người ta bán những sản phẩm, kể cả là mỹ phẩm, đúng không ạ? Kể cả là dược phẩm, các bạn thấy họ bán hàng có dễ không ạ? Hàng trăm nghìn người xem, đúng không ạ? Nếu thực sự là nếu những live stream đó mà được chia sẻ, đúng không ạ? Được chia sẻ rộng rãi, thì cái việc mà họ bán hàng nó rất là dễ dàng. Vậy thì bởi vì sao lại bán hàng dễ dàng như vậy? Là vì họ có sức hút, đúng không ạ? Có sức hút. Vậy thì các bạn hãy comment các nội dung đi, các bạn sẽ xem là các bạn để thu hút được khách hàng thì theo các bạn là các bạn đang nhận định cái nội dung này như thế nào, làm thế nào để được thu hút được khách hàng. Và mình đang nhận ra, mình đang thấy được những cái nội dung câu trả lời mà các bạn đang trả lời ở dưới đây, đúng không ạ? Còn bạn nào có ý kiến nào khác không ạ? Nếu mà các bạn có ý kiến nào khác, bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới để Hải Linh chia sẻ những cái nội dung, đúng không ạ? Để giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Ngoài 4 cái yếu tố này còn yếu tố nào khác nữa không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Ngoài yếu tố này thì còn yếu tố nào khác không ạ? Thương hiệu, đúng không ạ? Mình nghe thấy rồi, thương hiệu. Còn gì nữa không ạ? Các bạn còn nghĩ ra được yếu tố nào khác không? Các bạn hãy thử comment xuống phía dưới xem ạ. Thường xuyên chăm sóc khách hàng này, thương hiệu này, hình ảnh thu hút, nội dung thu hút, đúng không ạ? Và các bạn nghĩ rằng là những yếu tố này sẽ tạo ra được sức hút đối với khách hàng, đúng không ạ? Thế thì trong đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ? Nếu mà thương hiệu, có thương hiệu, đúng không ạ? Hình ảnh thu hút, nội dung thu hút có, nhưng mà nó chỉ nằm trong một cái phần nhỏ. Một cái phần nhỏ trong cái nội dung mà Hải Linh sẽ chia sẻ, được chưa? Thường xuyên chăm sóc khách hàng, cái phần này cũng nằm trong một cái phần nhỏ Hải Linh sẽ chia sẻ. Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng ạ, đó là gì ạ? Để chỉ có 4 yếu tố này và các bạn nghĩ rằng là có thể thu hút được khách hàng thì nó thực sự là nó chưa đầy đủ. Và ngày hôm nay Hải Linh sẽ chia sẻ cho các bạn
những gì ạ, toàn bộ các nội dung để giúp cho chúng ta thu hút được khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thu hút khách hàng bằng các cái yếu tố mà sau đây Hải Linh sẽ chia sẻ. Và chắc chắn rằng bốn cái yếu tố mà các bạn vừa kể trên nó chưa thể nào mà đầy đủ được, đúng không ạ? Vậy các bạn hãy xem hết cái livestream này, chia sẻ cái livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào để tất cả những người kinh doanh online đều có cơ hội để xem cái livestream này, được chưa? Đấy. Và các bạn còn nghe lại cái livestream này nhiều lần nữa để mà các bạn sẽ nhận ra rằng, đúng không ạ? Các bạn sẽ ghi nhớ nữa, ghi nhớ nhiều hơn nữa về việc mà chúng ta tạo ra được sức hút đối với khách hàng. Các bạn hãy comment ngay xuống cái nội dung mà Hải Linh đưa ra sau đây. Đó là gì ạ? Nghệ thuật thu hút khách hàng. Các bạn hãy comment xuống dưới ạ. Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Các bạn hãy comment nội dung đi ạ. Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Xin mời các bạn. Được chưa? Các bạn comment chưa? Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Nghệ thuật thu hút khách hàng online, được chưa? Mình nhìn tín hiệu mạng hơi chậm một chút, các bạn hãy comment nhanh nhé. Các bạn hãy comment nhanh một chút. Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Được chưa? Cảm ơn Bích Hoa. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ cái livestream này lên các hội nhóm, đúng không ạ? Các bạn tối thiểu cố gắng chia sẻ lên 5 hội nhóm, được chưa? Thì các bạn đều được có cơ hội nhận quà. Còn trong trường hợp mà các bạn chia sẻ nhiều nhất thì các bạn sẽ có một phần quà đặc biệt, đó là một bộ tài liệu hướng dẫn các bạn về cách chốt sale. Đó là một bộ tài liệu hết sức là tuyệt vời, và mình đã dày công để chia sẻ trong cái nội dung trong cái bộ tài liệu đó, và rất là mong các bạn sẽ áp dụng những kiến thức vô cùng giá trị trong cái tài liệu này để mà hỗ trợ các bạn bán hàng online hiệu quả, được chưa? Xin mời tất cả các bạn. Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Cảm ơn Mai, cảm ơn Nguyễn Liên, các bạn đã comment rồi đúng không ạ? Các bạn đã comment hết chưa? Xin mời tất cả các bạn hãy comment hết đi ạ. Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Tất cả các bạn đang xem livestream ở đây, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới, chúng ta sẽ gia tăng tương tác mạnh mẽ lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ năng lượng lên, bởi vì khi mà các bạn học với một cái tinh thần năng lượng lớn thì các bạn sẽ tiếp nhận cái kiến thức nó dễ dàng hơn, và các bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu được các cái nội dung mà mình sẽ chia sẻ sau đây, và các bạn sẽ áp dụng cái nội dung này để mà gì ạ? Để mà có một cái kết quả tốt hơn trong tương lai. Và điều này thực sự là quan trọng, cái cách mà bạn gì ạ? Cái cách mà bạn thể hiện một cái vấn đề chính là cái sẽ là cái kết quả mà các bạn sẽ có được. Nên là các bạn hãy tập trung vào. Xin chào Phạm Ngân. Được rồi ạ. Cảm ơn Nguyễn Liên, cảm ơn Mai, cảm ơn Bích Hoa. Mình đã nhìn thấy các bạn đã comment các nội dung mình hướng dẫn. Nghệ thuật thu hút khách hàng online. Trong nghệ thuật thu hút khách hàng online, đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về 12 nội dung. Và nội dung đầu tiên mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Đó chính là nguyên tắc thị trường. Được chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Thứ nhất là nguyên tắc thị trường. Các bạn học trong buổi học, trong các cái khóa học mà Hải Linh chia sẻ, các bạn có thể ghi lại, hoặc là các bạn comment xuống phía dưới để các bạn nhớ cái nội dung, được chưa? Hãy comment xuống phía dưới. Nguyên tắc thị trường. Tại sao là Hải Linh lại chia sẻ cho các bạn điều này? Vì điều này thực sự là rất là quan trọng. Nguyên tắc thị trường nó sẽ định vị để chúng ta nhìn nhận về thị trường như thế nào, được chưa? Và các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi mà Hải Linh sẽ đưa ra sau đây không ạ? Cái thị trường mà chúng ta đang kinh doanh online là thị trường gì?
đúng ạ. Các bạn hãy comment nhanh khẩn trương xuống phía dưới nhé. Nguyên tắc thị trường, các bạn phải thấu hiểu cái nguyên tắc này, các bạn phải thấu hiểu cái nguyên tắc này. Bởi vì khi mà các bạn hiểu cái nguyên tắc này, tức là các bạn phải vận hành theo cái gì ạ, cái thị trường mà chúng ta đang tham gia, đúng không ạ? Chúng ta phải vận hành theo thị trường mà chúng ta tham gia. Nó không phải là chúng ta đang gì ạ, đang kinh doanh trong một cái môi trường offline, đúng chưa, mà chúng ta đang kinh doanh trong một môi trường online, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải xác định ngay yếu tố đầu tiên liên quan, đó là nguyên tắc thị trường. Vậy thì nguyên tắc thị trường các bạn nên nhớ cho chúng ta, nên nhớ ạ, đó là gì ạ? Đó là thị trường mà chúng ta đang tham gia là thị trường online. Đúng chưa? Thị trường online. Các bạn phải nhớ là chúng ta đang tham gia thị trường online. Vậy thì chúng ta phải quan tâm đến cái cách vận hành của thị trường online, đúng ạ? Đó. Các bạn hãy comment những cái từ khóa nhé. Các bạn hãy comment những cái từ khóa để các bạn hiểu rõ hơn. Thị trường mà chúng ta đang tham gia là thị trường online, được chưa? Và buổi hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn một cái nội dung hết sức là quan trọng. Thì những bạn đang xem live trên này, các bạn có nhớ không ạ? Là ở trong cái thị trường online này, người ta sẽ mua cái gì và người ta bán cái gì nào? Có bạn nào còn nhớ không ạ? Người ta mua cái gì và người ta bán cái gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Chào chị Thảo Mai. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn còn nhớ buổi học ngày hôm trước ạ? Trong cái thị trường online, người ta sẽ mua cái gì và người ta sẽ bán cái gì? Được chưa? Có bạn nào còn nhớ không ạ? Trong cái buổi học đầu tiên, buổi học chính, buổi học đầu tiên mà mình đã chia sẻ trong khóa học này, người ta mua gì và người ta bán gì? Chị Thảo Mai mà muốn tắt tên bạn bè thì hãy thêm thị trường online, đúng chính xác Diễm Mai. Thị trường online, được chưa? Nguyên tắc thị trường là thị trường online. Nhưng trong thị trường online mà hôm qua mình đã nhấn mạnh với các bạn, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Người ta mua cái gì và bán cái gì? Bạn nào mới nhớ được cái câu này chứng tỏ là hôm qua bạn đã nghe và hiểu được rất là kỹ. Hiểu được rất là kỹ các cái nội dung mà mình chia sẻ. Được không ạ? Có bạn nào nhớ không ạ? Hãy comment khẩn trương đi ạ, các bạn hãy comment khẩn trương lên. Mời các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, chia sẻ vào tối thiểu 5 hội nhóm ấy. Chia sẻ tối thiểu 5 hội nhóm để mà nhận được phần quà. Chính xác Diễn Mai. Chúc mừng bạn Diễn Mai, ngày hôm qua bạn đã học cái kiến thức Hải Ninh chia sẻ, các bạn đã hiểu, thấu hiểu cái nội dung đó. Chính xác là chúng ta gì ạ? Mua hình ảnh và bán niềm tin. Chúng ta mua hình ảnh và bán gì ạ? Bán niềm tin. Chúng ta mua hình ảnh và bán niềm tin. Các bạn hiểu điều này không? Nó rất là quan trọng. Các bạn phải hiểu nguyên tắc thị trường là chúng ta đang ở cái thị trường là thị trường online, được chưa? Là thị trường online. Và trong cái thị trường online này là chúng ta gì ạ? Chúng ta mua hình ảnh. Mua hình ảnh và gì? Bán niềm tin, đúng không ạ? Mua hình ảnh và bán niềm tin. Và trong buổi học trước mình đã chia sẻ rất là rõ cái nội dung này rồi. Các bạn đã hiểu rất là sâu cái nội dung này, đúng không ạ? Các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của nội dung này, đúng không ạ? Cảm ơn chị Thảo Mai. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ phải xác định diện nguyên lý. Nguyên lý. Nguyên lý ạ. Cái nguyên lý mà chúng ta phải nắm được trong cái nguyên tắc thị trường đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải xây dựng hình ảnh. Xây dựng hình ảnh. Chúng ta sẽ phải xây dựng hình ảnh. Và chúng ta sẽ phải ạ? Gì ạ? Xây dựng hình ảnh và gì ạ? Xây dựng niềm tin. Xây dựng hình ảnh và xây dựng niềm tin. Các bạn hãy comment xuống phía dưới các từ khóa nhé. Xây dựng hình ảnh và xây dựng niềm tin. Gì ạ? Để bán hàng.
Được chưa ạ? Các bạn hãy comment từ khóa đi ạ. Hãy comment từ khóa xuống bên dưới giúp Hải đi ạ. Xây dựng hình ảnh và xây dựng niềm tin để gì ạ? Để bán hàng. Đúng ạ? Chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh và xây dựng niềm tin để bán hàng, để tạo ra gì ạ? Sự yêu quý. Để tạo ra sự yêu quý của cộng đồng mạng. Để tạo ra sự, hay nói cách khác là sự yêu mến. Yêu mến của gì ạ? Cộng đồng mạng. Được chưa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Đúng rồi ạ, xây dựng hình ảnh. Đúng không ạ? Xây dựng hình ảnh và xây dựng niềm tin để bán hàng, để bán hàng. Và chúng ta muốn làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải tạo ra sự yêu mến của cộng đồng mạng. Được chưa ạ? Chúng ta phải tạo ra sự yêu mến của cộng đồng mạng. Đây là cái nguyên tắc thị trường các bạn cần phải nhớ. Đúng không ạ? Các bạn phải biết được cái nguyên tắc này. Các bạn phải biết được nguyên tắc thị trường này. Đúng không ạ? Chúng ta đang ở trong thị trường online. Chúng ta đang gì ạ? Phải tạo ra một cái gì ạ? Một cái hình ảnh. Đúng không ạ? Chúng ta phải xây dựng được hình ảnh, xây dựng được niềm tin để gì? Để bán hàng bằng sự yêu mến của cộng đồng mạng. Các bạn hãy nhìn lại xem cái quá trình mà chúng ta, kể cả bản thân chúng ta là những người mua hàng online, các bạn sẵn sàng chi trả cái số tiền của mình, đúng không ạ, để mua sản phẩm của một người nào đó bán hàng trên mạng. Thì chúng ta so sánh xem, bình thường nếu mà chúng ta mua của người thân, người quen, của bạn bè chúng ta, đúng không ạ, thì chúng ta thấy cái sự mua bán đó nó có dễ dàng không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Cái sự mua bán đó nó có dễ dàng không? Chúng ta dễ dàng mua của người thân đúng không ạ? Mua của người quen, mua của bạn bè. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta có dễ dàng mua của người lạ hay không? Có đúng không ạ? Chính xác. Chính xác Bích Hoa. Cảm ơn các bạn đã comment. Các bạn hãy comment các từ khóa đi để là cách các bạn nhớ về cái khóa học buổi ngày học ngày hôm nay. Và quan trọng nữa là các bạn nhận ra được những cái giá trị khai sáng cho các bạn, đúng không ạ? Cho các bạn những cái quan điểm bán hàng mà các bạn chưa biết đến. Hãy đi chia sẻ với các bạn những cái giá trị hết sức là hữu ích này. Các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Hãy chia sẻ về tường và chia sẻ vào các hội nhóm để mọi người cùng nhận được cái giá trị này. Đấy. Hãy trả lời cái câu hỏi mà Hải Ninh đưa ra, đúng không ạ? Các bạn dễ dàng mua của người thân, mua của người quen, mua của bạn bè, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta đã biết nhau từ trước, có thể là chúng ta quý mến nhau để chúng ta mua hàng cho nhau và chúng ta dễ dàng giao dịch online, đúng không ạ? Nhưng nếu mà là người lạ thì sao? Đúng không ạ? Nếu là người lạ thì sao? Các bạn có dễ dàng giao dịch hay không? Đúng không ạ? Và điều kiện để giao dịch, để mua cái sản phẩm đó của người lạ là khi nào? Bản thân các bạn sẽ mua khi nào? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Mình muốn các bạn hãy comment khẩn trương xuống bên dưới nhé. Hãy comment khẩn trương cái câu trả lời các bạn để mình có thể nhận được thông tin sớm nhất. Được chưa? Các bạn sẽ mua của người lạ khi nào? Chính các bạn hãy trả lời cái câu hỏi này đi ạ. Chính các bạn hãy trả lời cái câu hỏi này là các bạn sẽ mua hàng của người lạ khi nào? Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé, hãy comment xuống bên dưới để Hải Ninh biết được câu trả lời của các bạn. Được chưa? Các bạn khẩn trương comment xuống bên dưới đi để mình biết được cái câu trả lời của các bạn. Chúng ta dễ dàng mua của người lạ khi nào? Chính bản thân chúng ta đặt trong cái hoàn cảnh mình là một người lạ và mình mua hàng online trên Facebook của một người hoàn toàn xa lạ. Vậy thì điều kiện mua hàng là gì? Đúng không ạ? Các bạn có thể comment các cái nội dung xuống bên dưới để Hải Ninh sẽ biết được cái tư duy của các bạn như thế nào, mình sẽ phân tích cho các bạn để các bạn thấy được các cái nội dung quan trọng này. Chúng ta sẽ mua hàng của người lạ khi nào? Cảm ơn Mai. Mua hàng của người lạ khi đủ tin tưởng. Một ý kiến rồi, mình sẽ tổng hợp ý kiến của các bạn. Các bạn hãy comment đi ạ.
người lạ khi là gì ạ? Mình đã nhận được câu trả lời là khi đủ tin tưởng ạ. Đủ tin tưởng. Được chưa ạ? Còn gì nữa không ạ? Các bạn hãy comment khẩn trương xuống dưới đi. Ngoài ra cái việc sự đủ tin tưởng này còn gì nữa không ạ? Còn những yếu tố nào nữa các bạn hãy comment đi ạ. Có khi chúng ta sẽ mua hàng khi làm sao ạ? Được người bạn bè thân thiết của mình giới thiệu. Đúng ạ? Khi được giới thiệu. Khi được giới thiệu. Đúng ạ? Còn các bạn khác thì sao? Hãy comment cái nội dung mà các bạn nghĩ rằng là chúng ta sẽ mua hàng của người lạ khi, những khi nào? Tin tưởng, được giới thiệu. Còn gì nữa ạ? Còn gì nữa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi. Hãy comment xuống bên dưới thật nhanh nào để mình biết cái nội dung mà các bạn đang chia sẻ. Tin vào sản phẩm. Mình đã nhận được thông tin trả lời là tin vào sản phẩm. Tin vào sản phẩm và người bán. Và người bán. Còn đây là tin tưởng vào người bán. Đúng không ạ? Hai cái ý này mình sẽ phân tích tách ra một chút. Còn những bạn khác thì sao ạ? Chúng ta sẽ mua hàng của người lạ khi nào? Chúng ta sẽ mua hàng của người lạ khi nào? Các bạn có câu trả lời nào khác không ạ? Các bạn còn câu trả lời nào khác không ạ? À, sản phẩm uy tín thì đó chính là được tin vào sản phẩm rồi. Được chưa ạ? Nào, về cơ bản thì các bạn sẽ mua hàng của người lạ khi mà có những cái yếu tố này trên, đúng không ạ? Về cơ bản là phải tin tưởng. Có thể là tin tưởng người bán, có thể là vừa tin tưởng người bán và vừa tin tưởng sản phẩm, đúng không ạ? Hoặc là được người khác giới thiệu, đúng không ạ? Và bạn, về cơ bản là cái chữ tin tưởng, đúng không ạ? Chữ tin là gần như chiếm trọn trong cái gì ạ? Trong cái trí óc của người mua hàng, đúng không ạ? Của những người lạ khi họ sẵn sàng mua sản phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại xem những cái nội dung mà Hải Linh chia sẻ gì ạ? Nội dung mà Hải Linh chia sẻ trước đó các bạn có thấy đúng không? Đúng là người ta mua hình ảnh và bán niềm tin chưa? Đấy, người ta mua hình ảnh và bán niềm tin. Vậy thì điều này nó có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những nội dung cụ thể trong cái livestream để giúp cho các bạn làm sao ạ? Tạo dựng được niềm tin cho khách hàng. Chúng ta phải tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Và thực sự cái câu trả lời của chị Thảo Mai là người bán hàng có tâm cũng là cái xuất phát từ cái sự tin tưởng này. Người ta tin mình, người ta tin mình có tâm, người ta tin mình là giới thiệu đúng về sản phẩm, người ta tin mình là mình giới thiệu về sản phẩm đó hữu ích, đúng không? Và quan trọng nhất là tin, đúng không? Đấy, thì đấy là một yếu tố hết sức là quan trọng. Vậy thì các bạn cùng khẳng định lại với Hải Linh rằng là gì ạ? Là ở thị trường kinh doanh online là chúng ta mua hình ảnh, chúng ta bán niềm tin. Đúng chưa? Mua hình ảnh, bán niềm tin. Đấy, thì các bạn sẽ phải xác định được gì ạ? Được thị trường. Cái thứ hai nữa, sau khi xác định được thị trường thì nội dung thứ hai chúng ta cần phải xác định đó là chúng ta sẽ gì ạ? Xác định mục tiêu. Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Hãy comment xuống bên dưới. Xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu ạ. Các bạn phải xác định mục tiêu, được chưa? Các bạn phải xác định là các bạn là ai. Đúng không? Các bạn xác định các bạn là ai? Các bạn xác định các bạn là ai? Tức là mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là gì ạ? Ở trên Facebook các bạn phải thể hiện, các bạn phải định hình là một con người như thế nào. Đúng không ạ? Phải định hình mình là một con người như thế nào thì chúng ta mới làm sao? Chúng ta mới tạo ra được cái sự tin tưởng. Bạn có thể là cá tính, bạn có thể là một con người
thùy mị đúng không ạ? Tức là các bạn phải xác định các bạn là ai. Và đặc biệt trong cái khóa học chuyên gia bán hàng này, mình muốn các bạn sẽ xác định các bạn là một chuyên gia trong cái lĩnh vực, trong cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp. Được chưa? Trong cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp, các bạn cần phải làm gì ạ? Các bạn phải am hiểu cái thị trường nào. Tức là các bạn phải xác định được cái thị trường, thị trường mà các bạn đang nhắm tới. Đúng không ạ? Thị trường mà các bạn đang nhắm tới và các bạn đang mong muốn trở thành ai. Đúng không ạ? Mong muốn như thế nào? Mong muốn như thế nào? Thì trong cái phần xác định mục tiêu này, các bạn phải nắm rõ những cái yếu tố này. Đúng không ạ? Tưởng chừng như là không liên quan nhưng thực sự nó rất là liên quan. Bạn là ai? Tức là các bạn sẽ phải xây dựng một cái phong cách, tức là về cái cá tính và cái tính cách của bản thân. Đúng chưa? Để khi mà chúng ta xuất hiện ở trên Facebook là chúng ta sẽ hút, sẽ hút những khách hàng tiềm năng, người ta sẽ có những cái phong cách tương tự như bạn. Bạn hiểu điều này không ạ? Đấy. Các bạn hãy comment các cái từ khóa này nhé. Các bạn phải xác định mục tiêu bạn là ai. Các bạn phải xây dựng cho mình một cái cá tính, để khi mà các bạn đưa cái hình ảnh của mình lên, khách hàng người ta sẽ bị sức hút từ chính cái cá tính đó của bạn, từ chính cái hình ảnh đó của bạn. Đúng không ạ? Rồi là các bạn phải hiểu cái thị trường mà các bạn đang tham gia. Đúng không ạ? Thị trường mỹ phẩm của bạn như thế nào? Các bạn phải hiểu về cái thị trường đó. Hay là thị trường về dược phẩm, đúng không ạ? Hay thị trường về đồ gia dụng. Có rất nhiều các thị trường. Và các bạn phải gì ạ? Mục tiêu của các bạn là thị trường nào? Được chưa? Thị trường đó, đúng không ạ? Thì các bạn đang xem cái thị trường đó đang phát triển như thế nào, để chúng ta định hình và chúng ta sẽ phát triển cái sản phẩm của chúng ta một cách hiệu quả nhất. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Và chúng ta mong muốn trở thành ai? Tức là chúng ta sẽ mong muốn lên ở một cái cấp độ như thế nào? Có thể là tổng đại lý, có thể là nhà phân phối, đúng không ạ? Có thể là giám đốc khu vực, đúng không ạ? Tức là các bạn phải có cái mục tiêu. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Thì khi mà các bạn thể hiện các bạn là ai, thị trường như thế nào, mong muốn của các bạn ra sao, là các bạn đã một phần tạo ra được sức hút đối với khách hàng. Đến cái chút phần này các bạn có hiểu không ạ? Đấy, tức là gì ạ? Khi bạn đưa các cái nội dung này trên Facebook, lồng ghép vào các cái nội dung liên quan đến sản phẩm, liên quan đến giới thiệu sản phẩm, các bạn đưa cái hình ảnh cá nhân của các bạn lên, đưa một bức hình các bạn chụp lên, đúng không ạ? Thể hiện một con người cá tính như thế nào, hay một con người thể hiện có tính cách ra sao, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tạo ra được sức hút đối với khách hàng. Hoặc các bạn sẽ đưa những cái bài viết liên quan đến cái thị trường về dòng sản phẩm của các bạn đang cung cấp, thì các bạn cũng sẽ có xu hướng là tạo ra được sức hút đối với khách hàng tiềm năng. Người ta sẽ mong muốn là người ta tiếp cận với bạn, tiếp cận với người gì ạ? Am hiểu về thị trường, đúng không ạ? Đó. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Và khi mà khách hàng người ta vào tường của bạn, người ta nhìn thấy thấp thoáng bạn, người ta nhìn thấy cái mục tiêu của bạn như thế nào, đúng không ạ? Người ta nhìn thấy bạn chia sẻ mục tiêu của bạn như thế nào, bạn chia sẻ bạn trở thành ai trong cái thị trường của bạn, đúng không ạ? Bạn chia sẻ bạn đang mong muốn cái gì, và người ta sẽ theo dõi bạn, đúng không ạ? Ví dụ như này, mình chỉ nói đơn giản là ví dụ bạn đang là tổng đại lý, hay thậm chí là bạn là đại lý, thì những người ta sẽ theo dõi bạn là người ta mong muốn gì ạ? Có thể trở thành cộng tác viên của bạn, có thể trở thành đại lý của bạn. Vậy thì bạn phải đưa ra cái mong muốn của mình là gì, đúng không ạ? Tại sao mà mình lại thường chia sẻ với các bạn, thỉnh thoảng mình lại chia sẻ với các bạn về mong muốn của mình là mình muốn giúp đỡ hàng ngàn người, đúng không ạ, kinh doanh online thành công trên Facebook. Đây là cái mong muốn của mình. Và khi người ta nhìn thấy cái mong muốn đó thì người ta sẽ bị gì ạ? Bị cuốn hút, đúng không ạ? Bản thân các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm nào đó, đúng không ạ? Đều có giá trị và hữu ích cho người dùng Facebook, đúng không ạ? Tức là cho con người, cho cộng đồng. Thì các bạn phải thể hiện cái mong muốn của bạn là gì, đúng không ạ? Ví dụ như chị Thảo Mai đang cung cấp cái sản phẩm, đúng không ạ? Thì chị có thể thể hiện cái mong muốn của chị là gì ạ? Hãy đưa ra cho mọi người cùng thấy rằng là mong muốn tất cả chị em phụ nữ, đúng không ạ, đều dùng cái sản phẩm này và đều cảm thấy như thế nào, cảm thấy là, hoặc là mình sẽ mong muốn là mình sẽ giúp được nhiều những người phụ nữ tiếp cận cái sản phẩm này và thấy nó tuyệt vời như thế nào. Tức là mình phải thể hiện nó ra,
Khi mình thể hiện nó ra thì cái sức hút từ cái việc mình thể hiện đó nó sẽ tạo ra được cái gì ạ? Sự ảnh hưởng. Đấy, nó sẽ tạo ra được sự ảnh hưởng. Cảm ơn Diên Mai. Thì đến đây các bạn có hiểu không ạ? Đấy, nó rất là quan trọng. Thì đây là cái phần xác định mục tiêu. Thì cái phần này các bạn hãy tập trung, đúng không ạ? Ghi nhớ lại cái nội dung này. Nó sẽ là cái quá trình mà các bạn sẽ xuyên suốt. Cái quá trình này các bạn sẽ xuyên suốt trong cái quá trình gì ạ? Bài viết. Bài viết. Tức là thỉnh thoảng chúng ta lại sẽ đưa những cái nội dung chúng ta viết bài ở trong này liên quan những cái yếu tố này để tạo ra gì ạ? Sức hút cho khách hàng. Đúng không ạ? Tạo ra sức hút cho khách hàng. Được chưa? Đó. Còn gì nữa? Yếu tố thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó chính là cái nguyên tắc về kết quả. Các bạn hãy comment xuống bên dưới đây, nguyên tắc về kết quả. Bài ngày hôm nay có rất là nhiều nội dung rất là quan trọng nên là các bạn hãy comment khẩn trương, hãy comment khẩn trương, hãy chia sẻ nhanh chóng cái nội dung livestream này để cùng mọi người tham gia trong cái lớp học ngày hôm nay. Các bạn sẽ trao nhận được các cái giá trị hữu ích và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái nghệ thuật thu hút khách hàng, đúng không ạ? Và mình rất là mong muốn duy trì cái lượng thành viên trong lớp học, đúng không ạ? Tối thiểu là 10 người trở lên, nên các bạn hãy giúp Hải Ninh chia sẻ cái livestream này. Các bạn hãy giúp Hải Ninh chia sẻ cái livestream này đi ạ. Để chúng ta duy trì thành viên trong lớp học. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc kết quả. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Nguyên tắc kết quả. Được chưa? Nguyên tắc kết quả. Các cái nội dung mà mình chia sẻ, các bạn hiểu cái nội dung thứ hai chưa? Nó cũng rất là quan trọng và các bạn sẽ dần dần, chúng ta sẽ tạo được sức hút dần dần thông qua các cái nội dung đó trên cái bài viết của chúng ta đã thể hiện, đúng không ạ? Cảm ơn Mai. Nguyên tắc kết quả. Các bạn hãy giúp Hải Ninh chia sẻ cái livestream này đi ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này về tường của các bạn, chia sẻ vào trong các hội nhóm. Và mình mong muốn là cái số lượng thành viên trong lớp học sẽ đủ duy trì để chúng ta tiếp tục buổi học. Đấy. Cái nguyên tắc kết quả đây ạ. Các bạn có mong muốn nghe cái nguyên tắc kết quả này không ạ? Đó gì ạ? Rồi, cảm ơn Mai. Nguyên tắc kết quả. Các bạn hãy comment khẩn trương cái nội dung này đi ạ. Nguyên tắc kết quả. Nguyên tắc kết quả, đấy ạ. Thì cái nguyên tắc kết quả đây đó gì ạ? Đó là cái việc mà chúng ta kiếm được tiền hay không là ở chính chúng ta, đúng không ạ? Nguyên tắc thứ nhất là kiếm tiền. Là do bạn. Kiếm tiền là do bạn, đúng không ạ? Không phải là ở thị trường, cũng không phải là ở đối thủ. Không phải ở thị trường, cũng không phải là ở đối thủ, được chưa? Thì cái nguyên tắc này nó sẽ giúp cho bạn này luôn luôn gì ạ? Luôn luôn nhìn nhận lại về bản thân mình và không đổ lỗi cho hoàn cảnh, đúng không ạ? Chúng ta bán được nhiều hàng hay ít hàng là chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại mình, chứ không phải là chúng ta nhìn nhận về gì ạ? Về việc đổ lỗi cho thị trường, hay là chúng ta đổ lỗi cho gì ạ? Do cho đối thủ, đúng không ạ? Nếu bạn nhìn thấy là cái thị trường này mà bạn cảm thấy là không còn hiệu quả nữa thì bạn làm sao? Bạn sẽ ra quyết định chuyển sang một thị trường khác, đúng không ạ? Đó là quyết định của bạn. Và cái việc nguyên tắc kết quả này là việc kiếm tiền, đúng không ạ, được hay không là do bạn, đúng không ạ? Bạn có quyền lựa chọn, đúng không ạ? Với cái sản phẩm này bạn cảm thấy không phù hợp thì bạn có thể chuyển sang một sản phẩm khác. Đấy, thì các bạn hãy chú ý cái nội dung này. Được chưa? Và các bạn nên nhớ rằng cái nguyên tắc kết quả đây nữa là gì ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Kiếm tiền một ngày chúng ta không thể tính cho gì ạ? Chúng ta không thể nhân tới 30 ngày. Tiền kiếm một ngày không thể nhân với 30 ngày. Không thể quy ra 30 ngày. Các bạn hiểu ạ? Chúng ta có thể là ngày hôm nay chúng ta có thu nhập vài ba triệu, nhưng ngày mai có thể chúng ta sẽ thu nhập chỉ vài ba trăm nghìn, hoặc thậm chí ngày kia chúng ta chẳng có đồng nào, đúng không ạ? Thì các bạn phải nhớ cái nguyên tắc này.
Vậy khi các bạn nhớ nguyên tắc này thì các bạn sẽ xây dựng được cho mình cái kết quả, đúng không ạ? Nếu mà các bạn muốn một tháng các bạn được 20 triệu thì các bạn phải nên nhớ rằng là chúng ta sẽ chỉ tính trung bình chúng ta làm được khoảng hơn 20 ngày thôi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta phải trừ cái thời gian chúng ta nghỉ ngơi, rồi chúng ta trừ thời gian chúng ta gì ạ? Bận các công việc khác. Đấy. Chúng ta chỉ tính cái thời gian chúng ta làm việc khoảng tầm 22 đến 25 ngày trong cái khoảng thời gian đó, thì nghĩa là ở trong cái nguyên tắc này là chúng ta không thể lấy cái kết quả của một ngày mà chúng ta quy ra 30 ngày được, đúng không ạ? Đấy, thì đây là một điều hết sức là quan trọng. Và một yếu tố hết sức quan trọng nữa các bạn cần phải nhớ ở đây, đó chính là niềm tin. Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Hãy comment xuống bên dưới ạ. Những từ khóa quan trọng để giúp cho bạn nhận định lại về cái cách mà các bạn bán hàng online, được chưa? Mời các bạn hãy chia sẻ cái live stream này đi ạ. Hãy chia sẻ cái live stream này giúp cho Hải đi, để chúng ta tạo ra một cộng đồng kinh doanh online bán hàng hiệu quả hơn trên Facebook, được chưa? Bán hàng hiệu quả hơn trên Facebook. Đấy. Thế thì cái nguyên tắc tiếp theo là cái nguyên tắc về niềm tin. Niềm tin sẽ dẫn cho bạn, dẫn dắt bạn. Khi mà bạn tin vào cái sản phẩm mà bạn đang bán thì làm sao? Nó sẽ dẫn dắt bạn đi đến thành công. Nó sẽ dẫn dắt bạn khi bạn trao đổi, bạn trò chuyện với khách hàng, người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ cảm thấy rằng là cái sản phẩm này thực sự tốt. Bởi vì bạn đã truyền cho người ta cái gì ạ? Cái niềm tin về sản phẩm. Bởi vì chính bản thân bạn phải tin. Còn nếu bạn không tin về sản phẩm thì bạn không thể nào bạn bán được nhiều hàng, đúng không ạ? Và kể cả các bạn có thể bán được nhiều hàng nhất thời thì cũng không thể nào tồn tại lâu dài được nếu mà bạn không tin về sản phẩm. Đấy, bạn phải tin về sản phẩm. Và khi tin về sản phẩm thì bạn mới sao? Thì bạn mới có thể gì ạ? Thành công được. Các bạn có hiểu không ạ? Hãy comment xuống phía dưới đi. Niềm tin sẽ dẫn dắt bạn. Các bạn hãy comment khẩn trương xuống phía dưới nhé. Hãy chia sẻ cái livestream này giúp cho Hải Linh về tường lên các cái hội nhóm, đúng không ạ? Tối thiểu chia sẻ 5 hội nhóm giúp Hải Linh để chúng ta đều có cơ hội nhận được phần quà. Phần quà chính là tài liệu để hỗ trợ các bạn kinh doanh online trên Facebook hiệu quả hơn. Hải Linh có rất là nhiều các cái phần quà rất là hấp dẫn. Và với bạn nào chia sẻ nhiều nhất cái livestream này thì sẽ nhận được món quà rất là đặc biệt. Đấy, và kết thúc cái livestream này thì mình sẽ tổng hợp cái danh sách lại. Và mình sau khi hoàn tất khóa học này mình sẽ chuyển tài liệu cho các bạn. Và các bạn sẽ thấy là nó là một món quà thực sự tuyệt vời. Đấy. Mời các bạn hãy comment ạ. Niềm tin dẫn dắt các bạn, được chưa? Cảm ơn chị Âu Thúy Liễu. Niềm tin dẫn dắt các bạn, đúng không? Và cái quan trọng ở đây là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải cập nhật kiến thức để gì ạ? Để duy trì kết quả. Cập nhật kiến thức để duy trì kết quả. Cái điều này là có quan trọng không? Rất là quan trọng. Những bạn nào mà thấy cái sự quan trọng của cái yếu tố này mà Hải Linh đưa ra cho các bạn thì các bạn hãy comment xuống bên dưới đi. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nếu các bạn cảm thấy cái yếu tố này mình đưa ra là các bạn cảm thấy quan trọng, đúng không ạ? Cập nhật kiến thức để duy trì kết quả. Đấy, cập nhật kiến thức để duy trì kết quả. Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Hãy comment nếu mà bạn cảm thấy thực sự nó là quan trọng. Bởi vì các bạn có biết không ạ? Có rất là nhiều những người kinh doanh online đã thành công, bán được rất nhiều hàng trong những thời điểm đầu khi Facebook ra đời. Họ đã tận dụng cái việc bán hàng, đúng không ạ? Và thời điểm đó rất là ít cạnh tranh, đúng không ạ? Và họ đã có những thắng lợi rất là lớn từ việc kinh doanh online trên Facebook. Nhưng đến thời điểm này thì sao ạ? Cái sự chiến thắng đó nó không còn nữa. Mình cam kết với các bạn là những bạn kinh doanh online thời điểm đầu thịnh vượng như thế nào thì đến thời điểm này là sẽ không còn gì ạ? Không còn chiến thắng vang dội như thời điểm đầu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã gì ạ? Các bạn, nếu mà các bạn không cập nhật kiến thức thì các bạn sẽ không thể duy trì được kết quả. Đúng không ạ? Cái kiến thức nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu được cái sự vận hành, cái sự thay đổi của Facebook, đúng không ạ? Có thể thời điểm này nó đúng, đúng không ạ? Nhưng thời điểm sau nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi về thuật toán, nó thay đổi về thị trường. Các bạn không nắm bắt được cái sự thay đổi này là các bạn sẽ gì ạ? Sẽ bị thất bại.
Đấy. Thế nên các bạn hãy nhớ điều này cho Hải Linh là chúng ta phải cập nhật kiến thức để duy trì kết quả. Đúng không ạ? Để duy trì kết quả. Và khi các bạn ở một cái đỉnh cao rồi mà để duy trì được kết quả đó thì nó cũng tuyệt vời các bạn. Nó rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy nhớ cái điều đó, chúng ta phải luôn có cập nhật kiến thức mỗi ngày để chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ duy trì được cái kết quả, thậm chí là sẽ có kết quả tốt hơn. Đấy. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Hãy comment xuống bên dưới cập nhật kiến thức để duy trì kết quả. Được chưa? Và ngay sau đây Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sức hút rất là lớn, đúng không ạ? Một cái sức hút rất là lớn chính từ việc định vị Facebook của bạn. Và bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này muốn Hải Ninh tiếp tục chia sẻ thì các bạn hãy comment xuống bên dưới, đúng không ạ? Hãy comment xuống bên dưới là những gì mà Hải Ninh chia sẻ thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Hãy comment xuống bên dưới ạ. Mình xóa cái nội dung phần này đi nhá. Đúng không ạ? Các cái nội dung mà mình chia sẻ với các bạn từ đầu buổi livestream đến này đến bây giờ, các bạn thấy cái nội dung đó như là các bạn cảm thấy hữu ích không? Các bạn có cảm thấy nó thực sự là tuyệt vời không ạ? Các bạn nếu mà các bạn thấy nó thực sự tuyệt vời, thấy nó thực sự là hữu ích thì các bạn hãy comment xuống bên dưới. Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới được chưa? Cảm ơn Mai. Hãy comment khẩn trương nha, hãy comment khẩn trương xuống bên dưới nếu mà các bạn cảm thấy nội dung thông tin này đi chia sẻ nó thực sự là hữu ích, nó thực sự là tuyệt vời. Và mình sẽ còn chia sẻ rất nhiều những cái nội dung tuyệt vời hơn nữa nếu mà các bạn cùng gì ạ? Cùng đẩy cao cái năng lượng lên, các bạn cùng với Hải Ninh, đúng không ạ? Chúng ta tạo ra một cái năng lượng lớn hơn. Các bạn hãy comment nhiều hơn, đúng không ạ? Các bạn hãy chia sẻ nhiều hơn để chúng ta tạo ra một cái năng lượng lớn, để chúng ta hãy tiếp nhận cái kiến thức này một cách là tốt nhất, đúng không ạ? Để thẩm thấu các nội dung Hải Ninh chia sẻ một cách dễ dàng nhất. Bởi vì khi đó các bạn đã hưởng hấp thụ, đúng không ạ? Đã hấp thụ được các cái kiến thức nội dung quan trọng này, các bạn sẽ vận dụng nó. Hãy vận dụng nó để gì ạ? Để thay đổi toàn bộ cái Facebook của mình, để gì ạ? Để biến cái Facebook bán hàng của mình trở thành một chuyên gia bán hàng, đúng không ạ? Trở thành một chuyên gia bán hàng. Chúng ta không còn là một con người bán hàng thông thường. Nếu mà các bạn cứ mãi bán hàng thông thường, có nghĩa là gì ạ? Các bạn mãi đi tìm kiếm khách hàng và cái cơ hội mà các bạn bán được nhiều hàng nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng ngược lại, nếu mà các bạn tạo ra được sức hút lớn, đúng không ạ? Khách hàng tự dưng bị bạn hút về thì cái việc mà bạn có được đơn hàng mỗi ngày nó chỉ là hệ quả thôi ạ. Nó chỉ là hệ quả của cái gì ạ? Cái sự yêu mến của khách hàng, đúng không ạ? Và các bạn cần phải tạo ra được cái vòng xoáy về sức hút đó. Khách hàng cần gì ạ? Cần ở bạn là niềm tin, cần ở bạn, đúng không ạ? Cần ở bạn những cái yếu tố về niềm tin đó thì các bạn phải xây dựng gì ạ? Xây dựng hình ảnh và bán niềm tin cho họ, đúng không ạ? Và các bạn sẽ thấy rằng là khi mà khách hàng yêu mến mình, đúng không ạ? Khi mà mình có được những khách hàng thân thiết thì họ sẽ sẵn sàng giới thiệu khách hàng cho các bạn nữa, chứ không chỉ đơn thuần họ là gì, họ là người mua hàng. Thì điều đấy các bạn có thấy là nó sẽ thực sự là tuyệt vời không ạ? Các bạn có mong muốn là chiếm hữu, sở hữu cái bí quyết mà Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn không ạ? Đấy, nó thực sự là tuyệt vời. Thì các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Và các bạn mong muốn đón nhận nó thì các bạn phải comment xuống để Hải Ninh biết rằng là các bạn đang nghe cái livestream này, các bạn đang mong muốn gì ạ? Mong muốn để Hải Ninh chia sẻ nhiều hơn, đúng không ạ? Mời các bạn hãy comment đi. Cảm ơn Nguyễn Liên, cảm ơn chị Thảo Mai. Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Chúng ta hãy comment khẩn trương để Hải Ninh nhận được hết các cái thông tin này, sau đó thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn để giúp cho các bạn nhận ra được cái việc các bạn định vị Facebook của các bạn là cần phải như thế nào. Và cái nội dung Hải Ninh chia sẻ có rất là nhiều các nội dung quan trọng và mình sẽ mong muốn là các bạn sẽ tiếp tục khẩn trương để chúng ta nghe hết cái buổi livestream này. Cảm ơn Nguyễn Liên, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Phải định vị Facebook, được chưa? Định vị Facebook của các bạn. Định vị Facebook của bạn, được chưa? Chúng ta sẽ định vị Facebook của chúng ta như thế nào? Chúng ta là một cái gì ạ? Là một Facebook bán hàng.
Được chưa? Là một Facebook bán hàng. Các bạn đang chia đang nghe cái livestream này, các bạn hãy tiếp tục chia sẻ Hải Ninh, đúng không ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này cho Hải Ninh để cho tất cả những bạn mà đang đang muốn biết, đúng không ạ? Đang muốn học những kiến thức về kinh doanh online, để các bạn có cái kết quả tốt hơn từ việc kinh doanh online thì các bạn phải có kiến thức. Và kiến thức nó thực sự là quan trọng mà các bạn phải biết để mà áp dụng nó, đúng không ạ? Hãy giúp Hải Ninh chia sẻ cái livestream này nhé. Và tất cả những bạn chia sẻ livestream này thì đều sẽ nhận được phần quà của Hải Ninh. Được chưa? Các bạn sẽ phải làm gì ạ? Sẽ phải tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp, đúng không ạ? Một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Một Facebook bán hàng chuyên nghiệp, được chưa? Những bạn đang xem livestream của Hải Ninh mà từ đầu đến cuối của livestream này, các bạn sẽ không bị lãng phí thời gian đâu, bởi vì những gì mà mình chia sẻ với các bạn sẽ là những nội dung rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó không hề rườm rà, nó rất là gắn sát với cái thực tiễn mà các bạn đang bán hàng online. Và các bạn cần phải biết những cái yếu tố này để chúng ta nhìn nhận lại cái cách bán hàng của chúng ta, đúng không ạ? Và việc mà chúng ta xây dựng hình ảnh bán niềm tin là một yếu tố hết sức là quan trọng. Đấy, thì các bạn cần phải biết các cái nội dung này. Nào, bao nhiêu bạn đang xem livestream mà các bạn cũng muốn biết là một Facebook bán hàng chuyên nghiệp như thế nào thì các bạn hãy comment đi ạ. Tôi muốn biết, đúng không ạ? Hay các bạn hãy comment một cái nội dung là Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Hãy comment giúp Hải Ninh Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Các bạn hãy comment giúp Hải Ninh ạ. Xin mời tất cả các bạn. Các bạn có muốn biết nội dung này không ạ? Hãy comment xuống phía dưới nha. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái nội dung này giúp Hải Ninh để chúng ta sẽ tiếp tục buổi livestream này với cái nội dung hết sức là đặc biệt. Chúng ta sẽ xây dựng một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Được chưa ạ? Cảm ơn Đỗ Thảo. Mời các bạn hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Hãy chia sẻ cái livestream này. Hãy chia sẻ cái livestream này về tường và gắn thẻ bạn bè vào. Các bạn hãy mời bạn bè vào chúng ta cùng học, đúng không ạ? Khi mà chúng ta học cùng với bạn, các bạn cùng comment, chúng ta sẽ thấy một lớp học rất là sôi nổi. Và việc các bạn tạo ra một lớp học sôi nổi sẽ giúp cho các bạn hào hứng và khí thế hơn trong quá trình bán hàng online, đúng không ạ? Các bạn sẽ cảm thấy mình có năng lượng nhiều hơn. Hãy chia sẻ cái livestream này đi, đúng không ạ? Các bạn đừng có tiếc cái việc chia sẻ livestream, được chưa ạ? Đừng có tiếc cái việc chia sẻ livestream này. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Được chưa ạ? Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Cảm ơn Đỗ Thảo. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này và mình sẽ có phần quà rất là đặc biệt dành cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất. Đấy. Thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này nhé để chúng ta có một một buổi học hết sức là ý nghĩa và sôi nổi, đấy chưa? Cảm ơn tất cả những bạn đã chia sẻ cái livestream này ngày hôm nay. Và mình sẽ giúp cho các bạn tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ phải định vị Facebook của chúng ta để chúng ta xác định mình là gì, là một người bán hàng chuyên nghiệp, đúng chưa? Mình là một người bán hàng chuyên nghiệp. Đấy, thì các bạn nên nhớ là Facebook bán hàng chuyên nghiệp cần những yếu tố gì? Theo các bạn thì Facebook bán hàng chuyên nghiệp cần những yếu tố gì? Các bạn hãy comment thử một vài yếu tố để xem là các bạn đang nhận định về cái Facebook bán hàng chuyên nghiệp như thế nào. Đấy chưa? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Theo các bạn thì một Facebook bán hàng chuyên nghiệp cần yếu tố này. Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Theo các bạn thì một Facebook bán hàng chuyên nghiệp cần gì? Hình ảnh phải đẹp, đúng không ạ? Hình ảnh. Cảm ơn bạn Diễm Mai. Còn gì nữa không ạ? Hình ảnh. Video. Đúng không ạ? Livestream. À, lượt theo dõi. Cảm ơn Đỗ Thảo. Lượt theo dõi. Còn gì nữa không ạ? Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Ngoài những yếu tố này, các bạn theo các bạn còn những yếu tố nào khác nữa?
Mình đã nhận được cái comment của bạn Đỗ Thảo. Cảm ơn bạn Đỗ Thảo. Thông tin cá nhân còn gì nữa không ạ? Các bạn hãy comment đi ạ. Ngoài những yếu tố đây ra còn những yếu tố nào khác nữa không? Như vậy là mình tạm thời thấy rằng là các bạn đang nhìn nhận về một Facebook bán hàng chuyên nghiệp tầm thường quá. Các bạn đang bị sai. Các bạn chưa hiểu rõ thế nào là một Facebook bán hàng chuyên nghiệp không ạ? Đúng ạ. Và ngày hôm nay Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn nhìn nhận lại thế nào là một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Và trong cái khóa học chuyên gia bán hàng online này, mình sẽ giúp cho các bạn tạo dựng ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Các bạn có mong muốn điều này không ạ? Nếu mà các bạn đang mong chờ cái điều này thì các bạn hãy comment: tôi mong muốn tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Các bạn phải ghi ra thì các bạn sẽ làm được. Nếu các bạn không ghi ra thì cái việc mà bạn làm được nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Hãy ghi ra, hãy comment ra: tôi muốn xây dựng một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Được chưa? Các bạn hãy ghi xuống dưới đi ạ. Tôi muốn xây dựng một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Nếu mà các bạn chỉ tạo ra hình ảnh đẹp chưa đủ, video chưa đủ, livestream chưa đủ, đúng không ạ? Lượt theo dõi những thông tin cá nhân, những cái yếu tố này nó chưa thể tạo ra được một Facebook chuyên nghiệp đâu. Đúng không ạ? Có rất nhiều bạn lượt theo dõi, gần 20.000 lượt theo dõi, nhưng có một cái sự gì ạ? Cái sự không cân bằng về những cái lượt gì ạ? Lượt like, không cân bằng về lượt comment. Đúng không ạ? Khách hàng người ta bây giờ rất là tinh ý, đúng không ạ? Người ta rất là thông minh. Các bạn, nếu mà các bạn không biết cách tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì làm sao mà các bạn có thể hấp dẫn được khách hàng? Làm sao các bạn có thể thu hút được khách hàng? Đúng không ạ? Cảm ơn Đỗ Thảo. Cảm ơn Mai. Nếu các bạn mong muốn tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì các bạn hãy khẩn trương comment xuống bên dưới. Và ngay sau đây Hải Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức để tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp rất là nhanh. Đúng không ạ? Các bạn chỉ cần thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi một chút thôi, Facebook của các bạn sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn. Và điều đó nó sẽ tạo ra được gì ạ? Sức hút đối với khách hàng. Và chúng ta đang gì ạ? Đang muốn gì ạ? Thu hút khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì bản thân các bạn muốn thu hút khách hàng thì ngoài, đúng không ạ? Ngoài bốn yếu tố mà mình đã chia sẻ với các bạn thì yếu tố thứ năm này là yếu tố rất quan trọng. Đúng không ạ? Nó rất là quan trọng luôn. Khi mà khách hàng người ta vào cái Facebook của bạn, người ta ghé thăm tường của bạn, đúng không ạ? Và người ta sẽ nhìn thấy gì ạ? Và những cái người ta nhìn thấy sẽ có đủ sức để giữ lại khách hàng đó hay không? Đúng không ạ? Có đủ sức để mà người ta nhấn nút theo dõi bạn hay không? Có đủ sức để mà người ta muốn gì ạ? Người ta muốn ngắm nghía gì ạ? Bạn là ai không? Bạn đang bán sản phẩm dịch vụ gì không? Đúng không ạ? Bạn có gì hay ho để người ta theo dõi lên Facebook của bạn không? Để nhắn tin trả lời bạn đang hỏi không? Đúng không ạ? Có rất nhiều lý do. Và việc các bạn tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp nó hết sức là quan trọng, nó cực kỳ là cần thiết đối với người bán hàng online. Và những bạn nào đang xem cái livestream này mà các bạn muốn Hải Ninh giúp cho các bạn, đúng không ạ? Giúp cho các bạn chỉ cần sau một đêm nay thôi, các bạn thay đổi hoàn toàn nick Facebook, nó mới tuyệt vời, đúng không ạ? Nó mới hết sức tuyệt vời. Các bạn sẽ nhìn nhận lại là hóa ra là việc thiết kế một Facebook bán hàng chuyên nghiệp nó không hề khó. Nhưng vấn đề là chưa có ai chỉ ra cho bạn, đúng không ạ? Nên là bạn chưa biết cách làm như thế nào. Đấy. Và ngay sau cái buổi học ngày hôm nay thôi, các bạn hãy làm cái bài tập đó cho Hải Ninh, thay đổi được nick Facebook của mình và các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Được. Các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Và chắc chắn rồi ạ, sau khi học xong cái khóa học này, các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn về tư duy, các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn về cái cách thức mà các bạn bán hàng. Và chắc chắn là sau 1 tháng, đúng không ạ? Sau 1 tháng, đúng không ạ? Nếu các bạn kiên trì áp dụng thì các bạn sẽ bán hàng thành công hơn trên Facebook. Mình cam kết với các bạn nếu các bạn áp dụng đúng những gì mà mình chia sẻ. Được chưa? Thì những bạn đang xem livestream này, các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Tôi mong muốn xây dựng một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Tôi mong muốn xây dựng một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Các bạn hãy comment đi ạ. Tôi mong muốn xây dựng một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Hãy comment xuống bên dưới. Các bạn comment xong rồi thì mình sẽ bắt đầu sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các bạn. Cảm ơn.
Thảo, cảm ơn chị Thảo Mai. Tất cả các bạn đang comment các nội dung này, mình rất là cảm ơn các bạn, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cái livestream này. Đúng không ạ? Tất cả các bạn chia sẻ livestream mình đều có món quà, đó là tài liệu hỗ trợ các bạn bán hàng online, nó hết sức là đặc biệt. Nó rất là quan trọng và cần thiết cho các bạn. Và cái tài liệu đó mình sẽ không nhắc lại những cái gì trong cái buổi livestream này đâu, đúng không ạ? Nó sẽ có những kiến thức chuyên sâu hơn. Nó sẽ hỗ trợ các bạn bán hàng một cách hiệu quả và chi tiết hơn. Đấy. Được chưa? Các bạn đồng ý chưa? Các bạn, những bạn chia sẻ livestream hãy đón chờ món quà của Hải Ni nhé. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để tạo ra một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Được chưa? Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Chào bạn Bùi Đình Phan. Được chưa? Tất cả những nội dung mà các bạn đang chia sẻ thì mình mới thấy là các bạn còn yếu rất là nhiều kiến thức. Và mình mong muốn là trong cái buổi livestream này các bạn sẽ nhanh chóng vận dụng các kiến thức mà các bạn được học để thay đổi lại bản thân, đúng không ạ? Để thay đổi lại một cái nick Facebook bán hàng nó đạt được cái hiệu quả cao hơn. Và các bạn chắc chắn rồi, các bạn sẽ thấy nó tuyệt vời, đúng không? Và khách hàng khi người ta vào với nick Facebook của bạn, người ta muốn ở lại đó, đúng không ạ? Để người ta nhận được nhiều giá trị hơn. Thế nên là các bạn phải thay đổi lại cái nick Facebook của mình đi. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Yếu tố đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay, các bạn hãy nhìn lại, thứ nhất là gì ạ? Là tên Facebook. Tên Facebook, được chưa? Tên Facebook nó rất là quan trọng. Tên Facebook và biển hiệu. Và biển hiệu. Bao nhiêu số các bạn đang đặt cái tên Facebook của mình theo cái tên thật, đúng không ạ? Theo chứng minh thư nhân dân. Các bạn, bao nhiêu bạn trong số các bạn đang xem livestream đây, các bạn đặt tên Facebook theo tên thật nào? Các bạn hãy comment xuống bên dưới. Nếu mà các bạn đang đặt theo tên thật, các bạn hãy comment số 1 cho mình xem nào. Để mình xem là bao nhiêu bạn hiểu được cái tầm quan trọng này. Bao nhiêu bạn đang hiểu cái tầm quan trọng này? Các bạn hãy comment số 1 đi ạ. Bao nhiêu bạn đang đặt tên Facebook là tên thật của mình? Cảm ơn Mai. Diên Mai à? Tên thật là Diên Mai. Cảm ơn Đỗ Thảo. Rất là tốt rồi. Còn các bạn khác thì sao? Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thao, Nguyễn Liên, cảm ơn tất cả các bạn. Như vậy là mình đã nhìn thấy một số tín hiệu của các bạn là các bạn đều đặt theo tên thật, đúng không ạ? Thế còn lại những bạn mà không comment là các bạn đang chưa đặt tên theo đúng tên thật của mình, đúng không ạ? Thế thì cái đây là một cái yếu tố đầu tiên và quan trọng. Các bạn, thứ nhất là các bạn đặt tên Facebook của mình theo tên thật, theo chứng minh thư nhân dân, đúng không ạ? Dù tên là gì đi chăng nữa thì các bạn cũng nên đặt tên thật theo chứng minh thư nhân dân, vì nó sẽ ảnh hưởng, đúng không ạ? Ảnh hưởng trong quá trình mà các bạn dùng Facebook. Ví dụ có thể có một sự cố nào đó xảy ra mà các bạn cần phải up chứng minh thư nhân dân, thì cái tên này này mà các bạn đặt trên Facebook mà nó không trùng với chứng minh thư nhân dân thì cái việc mà các bạn có thể lấy lại nick Facebook đó sẽ rất là khó khăn, đúng không ạ? Bao nhiêu bạn mà đang xem cái livestream này, các bạn hiểu cái tầm quan trọng này của việc mà chúng ta dùng Facebook. Thì đấy là mình chia sẻ với các bạn để diện, để chúng ta phòng, đúng không ạ? Chúng ta phải có những cái phương án dự phòng. Và việc chúng ta tạo ra một cái tên thật trên nick Facebook là các bạn đang tạo ra chính cái thương hiệu cá nhân trên chính cái tên thật của mình, đúng không ạ? Trên chính cái tên thật của mình. Đấy. Thì khi các bạn sẽ tạo dựng cái thương hiệu trên chính cái tên thật của bạn thì bản thân các bạn cũng tự tin hơn rất là nhiều. Được chưa? Bất cứ tên nào cũng đều có mang một cái giá trị và có một ý nghĩa riêng. Nên các bạn, đúng không ạ? Hãy tự tin với cái tên thật của mình. Được chưa? Vậy thì các bạn nên nhớ cái chỗ phần tên này này. Các bạn nên đặt tên theo chứng minh thư nhân dân, tên thật của mình. Tránh việc là chúng ta đặt những cái tên quá là gì ạ? Quá là viển vông. Đặt những cái tên quá là trẻ trâu, đúng không ạ? Thì là sao? Khách hàng người ta nhìn vào, người ta sẽ không thích, đúng không ạ? Người ta sẽ không thấy tin tưởng, đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ chúng ta đã hết thời mà chúng ta đặt một cái tên Facebook là ngôi sao băng, hay là chúng ta hết thời đặt là một cái
gì ạ? Công chúa tuyết, ví dụ vân vân. Thế thì các bạn biết hiểu ạ, chúng ta là người bán hàng online chuyên nghiệp thì chúng ta, cái tên của chúng ta cũng sẽ phải làm sao? Phải thực sự là tên thật của mình, đúng không ạ? Tên thật của mình thì chúng ta mới thể hiện được cái định vị, cái thương hiệu cá nhân của chúng ta. Nó quan trọng, nó rất là quan trọng, được chưa? Và cái phần biệt hiệu này mình sẽ bật mí cho các bạn. Các bạn có muốn Hải Linh chia sẻ nhiều cái bí mật không ạ? Các bạn hãy comment nha. Các bạn, nếu mà các bạn muốn Hải Linh chia sẻ nhiều bí mật thì các bạn hãy comment xuống bên dưới đi. Có rất là nhiều cái bí mật, thậm chí là có nhiều những cái gọi là cái tiểu xảo hay là thủ thuật, nó rất là nhỏ thôi trên Facebook. Và rất nhiều bạn không biết được cái này, mà không phải là bạn nào cũng có thể biết được, mình sẽ chia sẻ với bạn. Các bạn có muốn biết những cái bí mật nho nhỏ không ạ? Hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Cảm ơn Mai. Các bạn muốn biết không? Hãy comment đi ạ. Cảm ơn Nhật Khang. 5 bạn trở lên là mình sẽ chia sẻ bí mật. Các bạn hãy comment khẩn trương lên. Tôi muốn nào. Các bạn hãy comment khẩn trương lên ạ. Được chưa? 2 bạn rồi. Còn các bạn khác thì sao? Hãy comment nha. Cảm ơn chị Thảo Mai. Còn các bạn khác thì sao? Cảm ơn Nguyễn Liên. 4 bạn rồi ạ, còn 1 bạn nữa. Nào, mình muốn nhìn thấy bạn thứ 5 nào, hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Nào, các bạn hãy comment đi ạ. Muốn biết bí mật nho nhỏ, muốn biết làm thế nào để mà khách hàng tìm ra mình không ạ? Nó nằm một phần ở trong cái phần biệt hiệu này, được chưa? Nó nằm ở một phần trong phần biệt hiệu này. Còn bạn nào muốn biết không ạ? Hãy comment xuống phía dưới đi, để cho Hải Linh xem là các bạn cái thực sự là các bạn mong muốn học hỏi cái kiến thức đến đâu ạ? Mời các bạn hãy comment đi ạ. Mời các bạn hãy comment đi ạ. Cảm ơn Bùi Anh. Như vậy Bùi Anh là người thứ 5. Rồi mình sẽ chia sẻ đây ạ. Cái biệt hiệu này nhá, có một bí mật nho nhỏ của cái biệt hiệu này. Bình thường chúng ta là tên Facebook, ví dụ là gì ạ? Giả sử như tên Facebook của mình là Hải Ninh, đúng không ạ? Tên thật của mình Hải Ninh. Thế thì biệt hiệu mình có thể đặt cái biệt hiệu, tức là cái mở đóng ngoặc đó, mình có thể đặt tên biệt hiệu là cái tên mà nó gắn liền với cái sản phẩm mình cung cấp, đúng không ạ? Các bạn tùy, các bạn có thể đặt cái nội dung tên làm sao để mà gì ạ? Để khách hàng khi mà người ta tìm kiếm trên Facebook, nó sẽ dễ dàng tìm ra cái nick Facebook của bạn. Các bạn có hiểu không ạ? Giống như việc là chúng ta tìm kiếm trên Google, thì thay vì tìm kiếm trên Google, khách hàng, đúng không ạ? Người dùng Facebook, người ta muốn mua sản phẩm gì đó trên Facebook, người ta muốn tìm mối chỉ ở trên Facebook, người ta muốn tìm gì ạ? Tìm nơi nhập hàng ở trên Facebook, người ta có thể dễ dàng tìm kiếm, đúng không ạ? Và khi tìm kiếm đó mà kết quả trả về bạn nằm trong danh sách đầu tiên, thì cái cơ hội bạn có được khách hàng xỉ đó có cao không ạ? Có, đúng không ạ? Thì đấy là một điều hết sức là tuyệt vời trong cái phần biệt hiệu này. Tức là chúng ta hãy cố gắng đặt những cái từ khóa, đúng không ạ, mà liên quan đến sản phẩm, gần gũi đến sản phẩm, hoặc là chúng ta nhận định rằng cái từ khóa đó dễ dàng được tìm kiếm, thì các bạn hãy đưa vào trong cái phần biệt hiệu này. Mình lấy ví dụ đơn giản là các bạn bán quần áo thời trang, các bạn có thể đặt một cái biệt hiệu là xỉ thời trang cao cấp, ví dụ như vậy. Hoặc các bạn có thể đặt các cái biệt hiệu, tức là biệt hiệu nó sẽ có giới hạn về ký tự, nhưng mà miễn làm sao để chúng ta đưa ra cái từ khóa để khi khách hàng người ta vào tìm kiếm trên Facebook, thì kết quả trả về nó sẽ dễ dàng ra tên Facebook của chúng ta. Và các bạn biết không ạ, khi mà ra tên Facebook của chúng ta ở trong cái danh sách đầu tiên, thì khách hàng người ta có vào xem tường không ạ? Có. Vậy là có nghĩa là chúng ta đã thu hút được khách hàng thông qua gì ạ? Một cái phần rất nhỏ từ việc mình đặt biệt hiệu. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, đấy là một điều hết sức là tuyệt vời. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Nếu mà các bạn thấy tuyệt vời, các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment khẩn trương xuống phía dưới các cái nội dung, bởi vì còn rất nhiều những phần nội dung rất là hay nữa mà mình muốn chia sẻ cho các bạn.
và thực sự là nó có giá trị rất là hữu ích đấy ạ. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nha, các bạn có thấy nó tuyệt vời không ạ? Các bạn có thấy nó thực sự tuyệt vời không ạ? Các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Các bạn có thấy nếu mà khách hàng mà tìm thấy mình ở trên Facebook thì nó có tuyệt vời không ạ? Cảm ơn Diên Mai. Nó thực sự là tuyệt vời nếu mà bây giờ mà tự dưng, đúng không ạ, khách sỉ mà liên hệ với mình, đúng không ạ, qua Facebook thì có phải nó là một điều tuyệt vời không ạ? Vì họ, tại sao họ lại tìm thấy mình? Vì khi họ tìm kiếm để ra cái kết quả trả về ở mình ở vị trí đầu tiên. Vậy thì các bạn hãy nghĩ ra xem trong cái sản phẩm dịch vụ mà các bạn đang cung cấp, người dùng sẽ có xu hướng tìm kiếm từ khóa nào, chúng ta sẽ cho đó vào làm biệt hiệu. Và các bạn nên nhớ rằng ạ, là gì ạ? Cái biệt hiệu này trong Facebook các bạn có thể đặt được rất nhiều biệt hiệu khác nhau, đúng không ạ? Rất nhiều biệt hiệu khác nhau, nên các bạn hãy tận dụng tối đa tất cả các biệt hiệu này để các bạn đặt vào, được chưa ạ? Và một cái biệt hiệu đầu tiên, tức là một cái biệt hiệu đưa lên làm trên trang chủ, tức là biệt hiệu chính. Khi mà biệt hiệu chính này đưa lên ấy, thì nó sẽ thể hiện ở trên Facebook và các bạn nhìn thấy, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy, ví dụ như của Hải Ninh, đúng không ạ? Đấy, thì trong cái biệt hiệu mà của Hải Ninh đưa lên thì các bạn nhìn thấy đấy là biệt hiệu chính, đúng không ạ? Thế còn nếu mà những biệt hiệu khác, mặc dù là chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà kết quả tìm kiếm nó cũng sẽ vẫn trả về cái nick Facebook đó. Các bạn hiểu không ạ? Nó sẽ vẫn trả về cái nick Facebook đó. Đấy, tức là ví dụ như trong cái phần biệt hiệu mình đặt cái tên trong cái biệt hiệu là gì ạ? Là chuyên gia kinh doanh, đấy là cái nội dung biệt hiệu đó là mình để là biệt hiệu chính. Nhưng mà rất nhiều biệt hiệu khác về sau đó các bạn không nhìn thấy ở trên cái feed Facebook của mình, nhưng thực sự là nó vẫn đang tồn tại, và khi khách hàng tìm kiếm thì nó vẫn ra cái feed Facebook của mình đầu tiên. Đấy, đấy là một cái bí quyết nho nhỏ mà các bạn cần phải biết, và các bạn sẽ được gì ạ? Được nhận rất nhiều giá trị khi mà các bạn tiếp tục theo dõi cái Facebook của Hải Ninh, bởi vì Hải Ninh chia sẻ rất nhiều giá trị hữu ích. Và các bạn hãy giúp cho cộng đồng những người kinh doanh online họ cùng biết đến điều này, bởi vì nó thực sự là quan trọng, đúng không ạ? Và khi các bạn chia sẻ những cái giá trị đó, họ sẽ thực sự cảm ơn các bạn, vì các bạn là cầu nối giúp cho họ mở rộng được cái tri thức, đúng không ạ? Và các bạn biết không ạ, tri thức là của nhân loại, đúng không ạ? Nó không phải là của Hải Ninh tự sáng chế ra, nhưng mà nó là diện đúc kết của nhân loại. Và chúng ta chia sẻ giá trị là chúng ta sẽ nhận lại được những kết quả rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Khi mà các bạn biết gọi mỗi sáng sớm mà các bạn nhận được một lời cảm ơn, đúng không ạ? Một lời động viên, một lời khích lệ của khách hàng, đúng không ạ? Của những người thân, người quen, các bạn sẽ thấy là nguồn nội lực của các bạn, đúng không ạ? Cái sức mạnh của các bạn, sức mạnh tiềm ẩn bên trong của các bạn nó sẽ được trỗi dậy. Các bạn làm việc cảm thấy hứng khởi hơn, say mê hơn, đúng không ạ? Và điều mà Hải Ninh muốn chia sẻ với các bạn để làm gì ạ? Để mình mong muốn được ạ, trao đi những cái giá trị hữu ích, và mong muốn là các bạn sẽ có được cái kết quả kinh doanh online tốt hơn. Và nhớ là khi mà các bạn có kết quả kinh doanh online tốt hơn thì hãy chia sẻ với Hải Ninh qua inbox để mình sẽ cùng gì ạ, cùng chia vui với bạn, và mình cảm thấy là những gì mà mình chia sẻ đi đã có kết quả trả về, và mình rất là mong muốn nhận được điều đó. Các bạn có đồng ý không ạ? Nếu mà các bạn đồng ý thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé, hãy comment xuống bên dưới, và mình sẽ tiếp tục chia sẻ, đúng không ạ, các cái nội dung rất quan trọng tiếp theo để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của việc chúng ta tạo dựng một nick Facebook chuyên nghiệp như thế nào, được chưa? Các bạn đồng ý thì các bạn hãy comment nhé. Đấy, các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tên Facebook và gì và biệt hiệu, được chưa? Cái thứ hai mà các bạn cần phải chú ý, cảm ơn Nhật Khang, các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Nếu mà đồng ý thì bạn hãy comment đồng ý nhé. Cái nội dung thứ hai mà rất là quan trọng mà mình cũng đã từng chia sẻ rồi, đúng không ạ? Đó là avatar. Avatar, được chưa? Cái avatar nó hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Các bạn có biết là nó quan trọng đến mức độ như thế nào không? Những bạn nào mà đã là khách hàng của Hải Ninh rồi thì các bạn sẽ biết là Hải Ninh rất là quan trọng trong cái vấn đề về avatar, đúng không ạ? Có thể là các bạn sẽ nghĩ rằng là nó không thực sự là cần thiết, đúng không ạ? Nó không quá là khắt khe. Nhưng các bạn, vì các bạn chưa hiểu cái tầm quan trọng của nó, avatar nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng của bạn? Ví dụ như này, mình chỉ nói đơn giản, mình sẽ phân tích cho bạn thấy là khi các bạn kết bạn, đúng không ạ? Và những người dùng Facebook họ có đồng ý chấp nhận kết bạn hay không, thì đầu tiên họ sẽ nhìn gì ạ? Họ sẽ nhìn avatar, cái nhìn đấy đập vào mắt người ta đầu tiên, đúng không ạ? Đập vào mắt người ta đầu tiên, đấy chính là avatar. Và cái avatar của
của bạn thực sự là thu hút thì sẽ dễ dàng được chấp nhận kết bạn, đúng không ạ? Nó sẽ dễ dàng được chấp nhận kết bạn đấy. Thế sau đó người ta sẽ nhìn đến tên Facebook, đúng không ạ? Cái tên Facebook. Vậy thì các bạn phải nhớ rằng là nếu mà các bạn bán các sản phẩm mỹ phẩm thì đặc biệt các bạn cần phải chú trọng cái avatar của mình thật xinh đẹp trong cái khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Cái trang điểm thật là xinh đẹp. Và các bạn bán các cái dòng sản phẩm nào đi chăng nữa thì các bạn cũng nên chú ý cái khuôn mặt của mình phải thật là đẹp. Và các bạn nên nhớ rằng là cái hình ảnh avatar các bạn phải nên chụp ảnh bản thân. Đấy, để làm sao? Tại sao mình lại nhấn mạnh các bạn chụp ảnh bản thân? Các bạn nhìn hình ảnh avatar của mình chưa? Đấy, nó rất là rõ ràng, nó rất là gần gũi, nó rất là đáng tin cậy, đúng không ạ? Và cái mong muốn mà chúng ta đang hướng đến đó là gì ạ? Là thu hút khách hàng. Mà các bạn không thu hút được ngay từ cái nhìn trong avatar thì làm sao mà các bạn có thể thuyết phục được khách hàng mua hàng, có đúng không ạ? Đấy, cái avatar nó rất là quan trọng. Thế nên là các bạn phải hiểu được cái tầm quan trọng của avatar, đúng không ạ? Nó sẽ tác dụng ngay đầu tiên trong cái vấn đề về họ có chấp nhận kết bạn với bạn hay không, đúng không ạ? Tiếp sau nữa là gì ạ? Nó sẽ có tác dụng gì ạ? Khi mà các bạn inbox cho khách hàng, các bạn hiểu không ạ? Nếu các bạn bình thường có rất nhiều bạn, mình lướt Facebook mình thấy là gì ạ? Có rất nhiều bạn rất sai. Sai ở chỗ là các bạn để cái hình avatar là sản phẩm, đúng không ạ? Người ta nhìn bạn, người ta muốn nói chuyện với bạn chứ người ta đâu có muốn nói với cái sản phẩm đâu, đúng không ạ? Các bạn có hình dung, các bạn có cảm thấy như thế nào khi mà các bạn đang nói chuyện mà nhìn cái avatar trong cái phần inbox ấy, đúng không ạ? Trong hộp thoại nhắn tin đó, hai người nói chuyện với nhau mà nhìn vào cái avatar là hình ảnh sản phẩm thì có muốn tiếp tục để nói chuyện hay không? Đấy, các bạn nhận ra cái sai của mình chưa ạ? Những bạn nào mà avatar chưa đạt được cái hiệu quả, các bạn phải nhìn lại ngay cái yếu tố này, được chưa ạ? Những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn nếu mà các bạn cảm thấy là cái avatar của bạn chưa đủ sức thu hút thì các bạn phải gì ạ? Phải thay đổi lại cái yếu tố mà Hải Linh đang phân tích cho các bạn. Các bạn nhận định lại rằng là gì ạ? Nó thực sự là cần thiết và quan trọng. Nó sẽ tác động và gây ảnh hưởng đến cái quá trình mà chúng ta gì ạ? Thuyết phục khách hàng, đúng không ạ? Thuyết phục khách hàng. Khi mà người ta nói chuyện, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói chuyện với khách hàng qua inbox thì rõ ràng cái avatar đó là người ta, khách hàng đó, người ta nhìn thấy mình thường xuyên, đúng không ạ? Đấy là lý do tại sao mà mình lại nhấn mạnh với các bạn là avatar phải để ảnh của bản thân mình, đúng không ạ? Không được để ảnh của con cái là vì vậy. Bởi vì người ta đang tiếp xúc với mình, người ta đang face to face nói chuyện với mình, đúng không ạ? Đấy, thế thì các bạn nên tạo ra cái sự tin tưởng và sức hút của khách hàng, sức hút đến với khách hàng từ những cái điều rất là nhỏ như vậy. Và tổng hợp nhiều cái yếu tố nhỏ như vậy tạo ra một sức hút rất lớn. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Cảm ơn Nhật Khang. Những bạn mà các bạn đang xem livestream này, các bạn cảm thấy thực sự nó là những cái nội dung rất là đúng đắn, các bạn cứ comment xuống phía dưới. Mình rất là mong là các bạn luôn comment xuống để có sự tương tác, đúng không ạ? Có sự tương tác với lại mình thì khi cái quá trình mình giảng thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Mình chia sẻ kiến thức cho các bạn nó sẽ đạt được cái kết quả cao hơn. Đấy, thì các bạn hãy chú ý lại ngay cái avatar này chưa? Cái nội dung tiếp theo trong cái phần này đó là gì ạ? Đó là hình nền. Hình nền. Cái chỗ phần hình nền các bạn phải ghi chú cho mình này. Cái trong cái phần hình nền này các bạn sẽ phải gì ạ? Phải tạo ra cái thương hiệu của mình trên cái hình nền này. Nếu như avatar là thương hiệu của khuôn mặt, thì mình sẽ phải tạo cái hình nền theo một cái thương hiệu khác, là cái phong cách cá nhân. Nếu mà bạn không tham gia theo hệ thống, đúng không ạ? Thì bạn sẽ phải tạo ra một phong cách cá nhân trên cái hình nền đó. Nên chụp cái hình ảnh của cá nhân bạn thôi, với một câu nói mà bạn yêu thích, hay là bạn đưa vào đó một cái châm ngôn sống của bạn. Thì cái sức hút của bạn từ cái nick Facebook đó đến cái khách hàng lạ, đến những người khách hàng tiềm năng nó sẽ rất cao, được chưa? Còn nếu bạn đang tham gia trong hệ thống một cộng đồng có nhiều người cùng kinh doanh online theo phân cấp bậc thì các bạn nên để ảnh của hệ thống để người ta nhìn vào, người ta thấy gì ạ? Một cộng đồng vững mạnh, đúng không ạ? Và người ta sẽ tin tưởng với cái sản phẩm của bạn đang cung cấp hơn. Đấy, các bạn hiểu điều này không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi, hãy tương tác cùng với Hải Linh đi. Mình chưa nhìn thấy nhiều nội dung comment. Thì chỗ phần hình nền này các bạn chú ý nhé. Chỗ hình nền này các bạn chú ý ạ. Các bạn comment xuống đi ạ.
đèn, được chưa? Yếu tố thứ tư ạ. Cảm ơn Mai. Các bạn ấy, hãy comment ngay lập tức xuống nhé. Hãy comment ngay lập tức xuống. Yếu tố thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây ạ. Yếu tố thứ tư. Các bạn nhìn nhé, khi mà chúng ta lướt một cái Facebook, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhìn thấy tên này, biệt hiệu này, nhìn thấy avatar này, nhìn thấy hình nền này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì tiếp theo nữa ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì tiếp theo ạ? Các bạn comment đi, hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn nhìn thấy cái gì tiếp theo ạ? Xuyên suốt về cái nick Facebook của bạn đó là cái phần giới thiệu. Phần giới thiệu. Phần giới thiệu này đúng không ạ? Giới thiệu này thì các bạn sẽ đưa ra mô phỏng đúng không ạ? Một cái nội dung ngắn về định vị bản thân các bạn là ai đúng không ạ? Các bạn có thể đưa thông tin các bạn là tổng đại lý, đúng không ạ? Đại lý. Hay các bạn đưa ra một cái nội dung, một cái câu châm ngôn mà các bạn tâm đắc. Hay là các bạn đưa ra những cái nội dung mà các bạn cảm thấy là sẽ có sức hút đối với người dùng, đúng không ạ? Thì các bạn hãy đưa vào trong cái nội dung giới thiệu này. Và đừng quên để lại số điện thoại trên đó. Tức là chúng ta sẽ phải gì ạ? Nhìn vào một cái nick Facebook là chúng ta phải biết là khi khách hàng cần bạn, người ta có thể gọi điện ngay lập tức cho bạn, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn không hiểu cái yếu tố quan trọng này nên là bỏ qua, đúng không ạ? Bỏ qua cái yếu tố này. Hoặc là cũng có thể là một số bạn lấy cái hình nền trên cái hình nền của hệ thống có số điện thoại cũng không sao cả, đúng không ạ? Nhưng miễn làm sao, miễn là nhìn Facebook của bạn là phải có số điện thoại liên hệ. Đấy là điều rất là quan trọng, các bạn nên chú ý cái phần này. Đấy. Và các bạn nên đưa ở trong này cái nội dung mà để thu hút người dùng, đúng không ạ? Ví dụ như là mình đưa một cái nội dung để bản thân mình là một người hỗ trợ kinh doanh online, đúng không ạ? Thì mình sẽ đưa ra cái nội dung hấp dẫn như người đang kinh doanh online. Còn nếu bạn, đúng không ạ? Nếu bạn là cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ thì các bạn hãy nghĩ ra một cái nội dung giới thiệu để liên quan gần gũi với cái sản phẩm dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Thì bạn sẽ tạo ra một cái sức hút, đúng không ạ? Hoặc bạn đưa ra một cái câu châm ngôn sống mà cái câu châm ngôn đó nó lại gì ạ? Nó lại gắn với lợi ích của khách hàng tiềm năng thì nó lại càng thu hút. Đấy. Thì trong cái phần này các bạn hãy suy nghĩ đi. Hãy suy nghĩ về cái sản phẩm mà mình đang cung cấp. Sau đó mình sẽ đưa ra nội dung. Và trong cái bài tập này, sau cái buổi livestream này, mình sẽ yêu cầu các bạn thay đổi lại toàn bộ nick Facebook của bạn. Và sau đó các bạn hãy comment cái nội dung đó. Tức là sau đó các bạn hãy ebook cho Hải Ninh đi. Hải Ninh sẽ sửa nick Facebook cho các bạn. Xem nick Facebook của bạn để mà các bạn đạt được hiệu quả cao hơn. Và các bạn phải ebook cho Hải Ninh càng sớm càng tốt. Và những bạn nào mà hoàn thành khóa học, các bạn hoàn thành những cái bài tập mà Hải Ninh yêu cầu trong khóa học, thì các bạn sau cái khóa học này các bạn sẽ được nhận một cái chứng chỉ online để các bạn định vị bản thân mình là một người bán hàng chuyên nghiệp. Và khách hàng nhìn vào đó, người ta cũng nhìn thấy bạn ở một tầm cao mới. Đó là điều hết sức là quan trọng. Các bạn hiểu không ạ? Và bao nhiêu bạn trong số các bạn đang xem livestream ở đây, các bạn muốn nhận cái giấy chứng nhận này? Bao nhiêu bạn đang xem livestream muốn nhận cái giấy chứng nhận này ạ? Các bạn hãy, đúng không ạ, làm theo tất cả những nội dung mà Hải Ninh yêu cầu về phần bài tập, đúng không ạ? Về chia sẻ livestream, đúng không ạ? Về gắn thẻ bạn bè. Và cái nội dung mà chứng chỉ này cấp khi mà gửi trên online cho các bạn để các bạn đăng lên ấy, là khách hàng người ta sẽ nhìn bạn với một con mắt khác. Người ta sẽ nhìn thấy bạn ở một sự chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Và đây là một yếu tố rất là cần thiết, đúng không ạ? Bạn phải có một cái gì đó để khi người ta nhìn vào, người ta ngưỡng mộ, đúng không ạ? Bạn có muốn nhận được một cái chứng chỉ là bạn đã hoàn thành xuất sắc khóa học gì ạ? Chuyên gia bán hàng online. Các bạn hiểu ạ? Khách hàng người ta rất là mong muốn để mua cái sản phẩm của một người chuyên nghiệp, của một người bán hàng chuyên nghiệp, đúng không ạ? Ai cũng vậy, ai cũng mong muốn cái sản phẩm mình được mua bởi một người bán hàng chuyên nghiệp. Vậy thì bạn, khi bạn nhận được một cái chứng nhận như thế thì bạn sẽ tạo ra
được gì ạ? Cho những khách hàng người ta đang theo dõi mình, cho những khách hàng mà người ta nhìn vào mình ở một cái vị thế mới hơn, đúng không ạ? Người ta sẽ cảm thấy ngưỡng mộ bạn hơn, thậm chí là bạn có cái chứng nhận đó thì những người là cộng tác viên hoặc thậm chí đang theo dõi bạn muốn trở thành sỉ của bạn, người ta sẵn sàng để theo bạn. Vậy thì bạn có thấy là điều đấy tuyệt vời không ạ? Và hãy làm sao ạ? Hãy học thật là chăm chỉ trong cái khóa học này. Mình sẽ giúp cho bạn thay đổi lại để giúp cho bạn bán hàng hiệu quả hơn và giúp cho người khác nhìn lại bạn trở thành một chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Tất cả những bạn đang mong muốn điều này, đúng không ạ? Hãy comment xuống bên dưới là tôi muốn. Nếu bạn thực sự muốn, hãy comment xuống bên dưới là tôi muốn. Và những gì bạn viết ra được, bạn sẽ làm được. Những gì bạn comment trong này, bạn đã comment ra, tức là suy nghĩ bạn đã tạo ra hành động, đúng không ạ? Hành động của bạn là comment nội dung đó. Và nội dung đó nó sẽ lại khơi gợi lại trong cái trí nhắc của các bạn về cái hành động mà các bạn cần phải thực hiện. Nó sẽ tạo ra kết quả tốt. Được chưa ạ? Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn Nhật Khang, cảm ơn Sa Hà, cảm ơn Mai, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái live stream này. Được chưa? Thế thì trong cái phần giới thiệu này các bạn hiểu ý tưởng chưa? Các bạn hiểu ý tưởng chưa? Đấy, chúng ta hãy gì ạ? Hãy đưa ra cái nội dung làm sao mà để thu hút được khách hàng. Có thể là phương châm sống của bạn, có thể là cái mong muốn của bạn ở cái vị trí cấp bậc cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp, đúng không ạ? Có thể gắn số điện thoại của bạn để khi khách hàng người ta cần, người ta sẽ liên hệ với các bạn trực tiếp. Thì đấy là trong cái phần giới thiệu. Cái phần tiếp theo nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái livestream này, đúng không ạ? Nó tạo ra được một cái Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì đó chính là cái phần tiểu sử. Tiểu sử có quan trọng không ạ? Trong cái tiểu sử đó, nó sẽ phân tích được, đúng không ạ? Khách hàng người ta sẽ nhìn vào được bạn kết hôn hay chưa, đúng không ạ? Bạn sống ở đâu, bạn học cấp 3 trường nào, bạn học đại học ở đâu, bạn ra trường làm gì, đúng không ạ? Các công việc bạn đã làm như thế nào và hiện nay bạn đang làm gì, đúng không ạ? Nếu bạn liệt kê được các cái nội dung thông tin đó, khách hàng người ta sẽ cảm thấy sao? Sẽ cảm thấy bạn là một người chuyên nghiệp. Người ta sẽ cảm thấy bạn là một người đáng tin cậy và uy tín. Đúng không ạ? Các bạn có hiểu ý tưởng không ạ? Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn lại xem ạ, cái Facebook của mình có đang quá hời hợt không? Đúng không ạ? Khi khách hàng người ta vào cái nick Facebook của bạn, người ta xem tường của bạn. Các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn có tư vấn giỏi đến mấy, nhưng khách hàng bao giờ người ta cũng sẽ xem lại tường của bạn, nhận định bạn là ai. Đó là mình đang phân tích với những khách hàng lạ nhé, đúng không ạ? Người ta sẽ phải nhận định bạn là ai, có đáng tin hay không. Vậy cái sự đáng tin nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở trên chính cái Facebook của bạn đó, đúng không ạ? Chứ không phải là người ta đến tận nhà người ta xem bạn có đáng tin hay không, đúng không ạ? Đấy, cái điều đó nó nằm ở trong cái vấn đề đó. Thế thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Liệt kê cái phần tiểu sử này một cách rõ ràng ra. Người ta nhìn thấy bạn thực sự, đúng không ạ? Có một cái tiến trình, đúng không ạ? Có một cái tiến trình gì ạ? Trải qua các cái nấc thang như thế nào, người ta phải nhìn vào đó thì người ta mới biết là à, bạn có đáng tin hay không. Vậy mà trên cái tiểu sử của bạn có rất nhiều người bán hàng online không hề có thông tin gì, hoặc là nếu có thông tin chỉ có vài ba cái nội dung thông tin. Vậy thì người ta có tin tưởng được không ạ? Người ta nhìn vào đó người ta thấy giống như là à, giống như một cái nick ảo bán hàng, hoặc là người ta sẽ cảm thấy thiếu tin tưởng. Thậm chí là nhiều bạn đến khi mà khách hàng người ta hỏi sản phẩm mà không thể chốt được đơn hàng, đúng không ạ? Không thể nào mà có thể thuyết phục được người ta chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, bởi vì trên cái nick Facebook của bạn không đảm bảo cho người ta được cái yếu tố niềm tin, đúng không ạ? Niềm tin. Vậy thì trong cái phần tiểu sử này các bạn hãy phải thay đổi lại ngay, đúng không ạ? Bao nhiêu bạn đang nhận ra cái tầm quan trọng của cái phần tiểu sử này, các bạn comment đi. Hãy comment xuống phía dưới là hóa ra từ trước đến nay cái phần tiểu sử này mình không hề chú ý nó, đúng không ạ? Hãy comment xuống phía dưới là tôi đã nhận ra vấn đề, đúng không ạ? Các bạn nhận ra vấn đề chưa? Nếu mà các bạn cảm thấy này cái livestream này hữu ích, các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ, đúng không ạ? Hãy comment tôi nhận ra vấn đề, đúng không ạ? Tôi thấy thật sự là hữu ích, tôi thấy thật sự là giá trị. Các bạn phải comment xuống. Khi các bạn comment xuống, các bạn sẽ nhớ cái kiến thức của bạn được chia sẻ một cách tốt nhất, được chưa ạ? Một cách tốt nhất. Các bạn có thấy nó tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn, đúng không? Cảm ơn Mai. Các bạn nhận ra là các bạn đã thiếu sót rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều chưa?
Đó, có những cái nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ chính là tạo ra cái kết quả của các bạn. Đúng không? Nó tạo ra cái kết quả của các bạn. Và các bạn dường như là các bạn đang hời hợt với chính cái đích Facebook của mình. Mình đang phải trở thành gì ạ? Một chuyên gia bán hàng online. Và trong cái khóa học này, Hải Ninh hỗ trợ cho các bạn để trở thành một chuyên gia bán hàng online thực sự. Và trong số đó là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Đúng không ạ? Và những nội dung Hải Ninh chia sẻ đây nó thực sự là rất gần gũi, nó sát sườn ngay chính cái quá trình mà các bạn bán hàng online. Các bạn thấy không ạ? Nó thực sự là hữu ích. Các bạn phải comment xuống đi ạ. Hãy comment xuống là nó thực sự là hữu ích, nó thực sự là có giá trị với các bạn. Và mong là các bạn xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này đi. Mình rất là mong muốn là có đến 100 lượt chia sẻ cái livestream này để mà giúp cho nhiều người nhận ra cái vấn đề của họ. Đúng không ạ? Các bạn bán hàng như vậy thì làm sao mà khách hàng tin tưởng? Trên chính cái nick Facebook cá nhân của mình làm sao mà khách hàng có thể tin tưởng các bạn? Đúng không ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này giúp Hải Ninh ạ. Hãy chia sẻ livestream này giúp Hải Ninh và các bạn sẽ nhận được những phần quà rất xứng đáng thôi. Đã. Các bạn có thấy hay không ạ? Những gì mà mình chia sẻ các bạn có thấy thật sự là nó cần thiết không ạ? Đúng không? Đấy. Thế nên là các bạn hãy phải xem lại cái tiểu sử của mình, phải thể hiện rõ mình đang sống ở đâu, đã kết hôn hay chưa, học cấp 3 trường nào, đại học cao đẳng trường gì, hoặc là sau đó chúng ta đi làm cái gì. Nhưng mà các bạn lưu ý một cái lưu ý rất nhỏ nhỏ nhưng mình chia sẻ cho các bạn luôn. Đó là các bạn đừng sử dụng những cái từ là công nhân, đừng có sử dụng những cái từ là nhân viên, đúng không ạ? Nếu mà kể cả các bạn có làm như thế thật, đúng không ạ? Thì các bạn hãy dùng một cái từ nó thay đổi một chút đi, đúng không ạ? Hãy thay đổi một chút đi để nó tạo ra một cái sự chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Ví dụ các bạn có thể đưa thành là kỹ sư, các bạn có thể đưa thành chuyên gia, các bạn có thể là chuyên viên, đúng không ạ? Đấy, các bạn sẽ tạo ra được một sự chuyên nghiệp, đúng không ạ? Trong chính cái sản phẩm của các bạn và nâng cấp dần lên. Ví dụ các bạn đang là tổng đại lý thì trước đó bạn phải là đại lý chứ, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Rồi là trong cái quá trình bạn làm việc, bạn tiến trình cái thăng trưởng của bạn như thế này và hiện tại cái chức vụ hiện tại của các bạn ra làm sao, đúng không ạ? Ví dụ các bạn làm nhà phân phối, các bạn phải đưa vào, đúng không ạ, ở cái vị trí cao nhất. Hoặc là ví dụ các bạn đang là bán hàng thông thường thì các bạn sẽ đưa là chuyên viên, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Chuyên gia, tức là chúng ta hay là boss, hay là boss của một cái gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể là boss thôi cơ mà, đúng không ạ? Các bạn có thể là boss của một group, mà group mình có thể tạo ra dễ không ạ? Có, mình có thể tạo ra rất nhiều group để mà gì ạ? Để đưa khách hàng tiềm năng vào trong đó. Mình có thể là boss của một cái group mà về cái sản phẩm dịch vụ mình đang cung cấp, để mình đưa vào trong đó khách hàng, người ta nhìn thấy gì ạ? Sự chuyên nghiệp của mình, người ta cảm thấy tin tưởng, người ta cảm thấy uy tín, người ta cảm thấy là người ta tiếp xúc với một người bán hàng có tầm, đúng không ạ? Có tầm và có tâm hay không nữa thì mình sẽ còn chia sẻ ở trong các cái nội dung mà liên quan chuyên sâu hơn. Nhưng mà rõ ràng trong cái phần tiểu sử này nó sẽ nhận định được là cái tầm của bạn nó đang ở đâu, đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ phải thể hiện cái điều này. Những bạn đang xem livestream, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này giúp Hải Ninh nhé, đúng không ạ? Mình sẽ phân tích cho các bạn và các bạn học những cái nội dung này, đúng không ạ? Để cho các bạn sẽ thấy được là khi các bạn thay đổi, các bạn áp dụng những kiến thức Hải Ninh chia sẻ thì nó thực sự là rất là tuyệt vời. Và các bạn có sẵn sàng, các bạn có thể thức đến 11 giờ, thậm chí hơn 11 giờ, 11 rưỡi để các bạn tiếp tục nghe cái livestream ý nghĩa này không ạ? Các bạn có thực sự muốn thay đổi cái cuộc sống của mình, có kết quả bán hàng kinh doanh online tốt hơn không ạ? Các bạn có sẵn sàng không ạ? Các bạn hãy comment ạ, để mình xem là các bạn thực sự là các bạn quyết tâm đến đâu. Các bạn hãy comment ạ. Thay đổi thực sự
về cái doanh thu, về tài chính, thì các bạn phải thay đổi lại chính nick Facebook của mình, tạo ra sự chuyên nghiệp trên chính nick Facebook, tạo ra sự tin tưởng trên nick Facebook. Và chúng ta đang vẫn tuân thủ theo quy luật là gì ạ? Là mua hình ảnh bán niềm tin. Vậy bạn phải tạo ra những cái niềm tin trên chính nick Facebook của mình, đúng không ạ? Tạo ra những cái hình ảnh đẹp trên chính nick Facebook của mình. Và sau cái phần tiểu sử này sẽ là đến phần gì ạ? Các bạn hãy lướt một cái nick Facebook, các bạn thấy là sau phần tiểu sử đến phần gì ạ? Đây, mình sẽ cho các bạn thấy nè. Bởi vì này, khi mà người ta vào, người ta xem tường cá nhân của bạn, người ta sẽ lướt Facebook của bạn từ đầu đến cuối. Và cái phần tiếp theo trong cái phần tiểu sử này, các bạn nhìn thấy đó là gì ạ? Hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Yếu tố thứ 6 ạ. Chính xác hình ảnh nổi bật. Hình ảnh nổi bật thì mình sẽ phân tích cho bạn này. Mình sẽ phân tích cho bạn để các bạn hiểu cái hình ảnh nổi bật này. Là cái hình ảnh nổi bật này chúng ta sẽ phải để những cái hình ảnh liên quan đến thương hiệu cá nhân của chúng ta. Đúng không ạ? Liên quan đến cái sản phẩm của chúng ta, liên quan đến hệ thống của chúng ta. Thì các bạn lưu ý này, chúng ta đừng có để cái ảnh mà chụp, đừng để cái ảnh mà chụp quá nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Nếu mà sản phẩm của bạn có cúp chứng nhận, có thương hiệu thì các bạn hãy để ảnh cúp chứng nhận, đúng không ạ? Cúp có giấy chứng nhận hoặc là cúp thương hiệu. Đấy, hoặc là các bạn có thể để ảnh hệ thống, đúng không ạ? Hệ thống của các bạn bao gồm rất là nhiều người trong hệ thống chụp trong các cái buổi gala. Nhưng mà về cơ bản là các bạn cũng cần phải đưa cái ảnh cá nhân của các bạn, đúng không ạ? Định vị các bạn trong các cái buổi chụp hình đó, trong các cái thương hiệu cá nhân, trong các thương hiệu cùng công ty. Hoặc là ít nhất nếu bạn không có cái thương hiệu trong cái hệ thống mà bạn đang tham gia thì sao? Thì bạn hãy có thể tự làm gì ạ? Đưa những cái hình ảnh cá nhân của mình theo cái xu hướng gần gũi với sản phẩm của mình, đúng không ạ? Xu hướng gần gũi với sản phẩm của mình hoặc cái thương hiệu mình cũng sẽ đưa vào trong này để làm gì ạ? Mục đích của mình là khi mà mình đưa cái phần hình ảnh nổi bật này lên, khách hàng nhìn vào đó, người ta sẽ gì ạ? Đảm bảo yếu tố là gì ạ? Đảm bảo yếu tố là gì ạ? Tin tưởng về sản phẩm. Đảm bảo yếu tố là tin tưởng về người mua, tức là người bán, xin lỗi, người bán. Tin tưởng sản phẩm và tin tưởng người bán thông qua các hình ảnh nổi bật ở trong này. Thì các bạn nên nhớ này, nếu mà chúng ta có shop, đúng không, thì chúng ta chụp ảnh cái shop của chúng ta lên, đưa vào trong này ít nhất là một hình. Cái thứ hai là chúng ta nên đưa cái hình ảnh cá nhân của chúng ta, đúng không ạ? Chụp trong các cái sự kiện hoặc là cá nhân của chúng ta gần gũi với sản phẩm. Ví dụ các bạn có thể bán ví, túi, sách, giày thì các bạn cũng nên khoe những cái hình ảnh gì ạ? Mà liên quan đến sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, để tạo ra một cái phong cách chúng ta bán hàng để hấp dẫn người dùng. Hoặc là chúng ta có những cái sản phẩm có cái tên tuổi thì chúng ta sẽ phải chụp cái hình ảnh tên tuổi, thương hiệu của nó vào trong cái nick, tức là vào trong cái hình ảnh nổi bật này để làm tăng cái sự uy tín của khách hàng, đúng không ạ? Và khi mà người ta nhìn thấy, đúng không ạ, sau cái phần tiểu sử này là đến hình ảnh nổi bật, để người ta gì ạ? Cái phần này nó rất là quan trọng ở chỗ là người ta sẽ nhận định về bạn và thương hiệu của bạn. Tức là trong cái nội dung mà trước đó mà mình phân tích, các bạn thấy đó gì ạ? Người ta tin tưởng người bán và tin tưởng sản phẩm, nó lại nằm trong ở cái phần ảnh nổi bật này. Thế nên là các bạn hãy chú ý cái ảnh nổi bật này, chúng ta phải đưa được bản thân chúng ta vào đó, chúng ta được đưa được thương hiệu sản phẩm của chúng ta vào đó, có chứng nhận, đúng không? Có chứng nhận thì càng tốt. Rồi chúng ta đưa được cái hình ảnh, đúng không, liên quan đến sản phẩm vào trong đó. Và các bạn hãy sắp xếp lại để cho nó thật là đẹp, đúng không, để cho nó thật chuyên nghiệp. Và khách hàng người ta sẽ nhận, người ta sẽ cảm thấy là diện tin tưởng sản phẩm, cảm thấy tin tưởng người bán đó. Thì cái chỗ phần này các bạn chú ý nhé, hình ảnh nổi bật. Đấy, thế tiếp theo nữa, đó là gì ạ? Yếu tố thứ 7. Yếu tố thứ 7 là gì ạ? Là bạn bè, đúng không ạ? Bạn bè và người theo dõi, tức là sắp. Các bạn lưu ý nhé, là bạn bè này chúng ta sẽ cần phải chú ý là chúng ta nên kết bạn theo tiêu chuẩn là gì ạ? Phải gần 5.000 bạn, đấy là theo tiêu chuẩn. Hoặc tối thiểu là các bạn cũng phải trên 4.000 bạn thì các bạn bán hàng mới hiệu quả được. Những bạn nào mà đang còn số lượng bạn bè quá ít thì các bạn sẽ phải tập trung kết bạn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ càng có nhiều bạn bè chất lượng thì cái hiệu quả bán hàng của chúng ta càng cao, đúng không ạ? Hiệu quả bán hàng càng cao.
Tức là gì ạ? Khi mà các bạn bán cái sản phẩm dịch vụ của mình ấy, thì đối tượng khách hàng của bạn ở đâu, bạn sẽ thu hút và kết bạn họ về trên cái nick Facebook của mình. Vì trong cái thuật toán của Facebook ấy, là nó chỉ hiển thị cho khoảng 5% bạn bè nhìn cái bài đăng của mình thôi. Nếu mà số lượng bạn bè của mình quá ít thì cái sự hiển thị nó không đảm bảo được cho cái quá trình mình bán hàng. Thế do đó là các bạn phải chú ý cái chỗ phần Facebook và tức là cái chỗ phần bạn bè này và cái số lượng người theo dõi. Thực ra thì cái số lượng người theo dõi này chúng ta có thể gì ạ? Có thể trang trí được, có thể mua được, đúng không ạ? Ví dụ như 5.000 sub chúng ta có thể mua được. Đấy, thì các bạn chú ý là cái số cái sub và tương lượng người theo dõi này để gia tăng cái niềm tin đối với khách hàng, đúng không ạ? Để gia tăng niềm tin với khách hàng. Khách hàng người ta có thể tin tưởng hơn khi mà người ta thấy là Facebook của bạn có nhiều người theo dõi. Đấy, thì chúng ta cũng nên mua cái này. Chúng ta cũng nên mua, nó là một hình thức trang trí. Nó giống như cửa hàng của bạn, khi bạn trang trí đẹp lên thì khách hàng người ta sẽ gì ạ? Sẽ thu hút hơn. Đấy, thì đây là yếu tố thứ 7. Thì những bạn nào mà đang bán hàng online, bạn bè mà chúng ta chưa đủ số lượng bạn bè theo tiêu chuẩn thì các bạn hãy cố gắng là chúng ta sẽ kết bạn bè. Và các bạn lưu ý này, kết bạn bè này hãy cố gắng tập trung kết những khách hàng tiềm năng. Kết bạn bè tiềm năng thì nó mới hiệu quả. Và muốn kết bạn bè được tiềm năng thì chúng ta sẽ quét khách hàng tiềm năng, thu hút khách hàng tiềm năng ở trong các hội nhóm về để chúng ta biến họ trở thành bạn bè của chúng ta. Thì cái này phần công cụ Inbox MP nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn rồi, nên các bạn cứ yên tâm, được chưa? Đấy, thì trong cái phần bạn bè các bạn chú ý nhá, cố gắng là chúng ta sẽ đạt cái tiêu chuẩn, đúng không ạ? Đạt cái tiêu chuẩn là gần 5.000 bạn bè, đúng không ạ? Tối thiểu là cũng phải hơn 4.000 bạn bè thì cái hiệu quả bán hàng của bạn mới cao được. Còn cái phần sắt này các bạn hoàn toàn các bạn có thể mua được nếu mà các bạn muốn trang trí đẹp hơn cái nick Facebook của mình. Đấy, các bạn chú ý nhé. Được chưa? Cái chỗ phần bạn bè và sắt, tức là lượt người theo dõi, các bạn đã tập trung vào đây chưa? Nào các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment xuống phía dưới đi. Các cái nội dung về Facebook bán hàng chuyên nghiệp như thế này thì các bạn có cái nội dung nào các bạn vướng mắc không ạ? Các bạn có nội dung nào vướng mắc không ạ? Yếu tố thứ 8 ở đây các bạn đều đã đưa ra trong cái phần câu hỏi đầu tiên mà mình chia sẻ với các bạn về một Facebook bán hàng chuyên nghiệp, là các bạn đều đưa ra hình ảnh và video, đúng không ạ? Hình ảnh và video. Thì các bạn lên lưu ý này, là chúng ta xác định một Facebook bán hàng chuyên nghiệp thì tất cả những cái hình ảnh các bạn đưa lên làm sao ạ? Là phải gì ạ? Phải đẹp, đúng không ạ? Các bạn phải đưa những cái hình ảnh đẹp lên. Các bạn có thể đưa hình ảnh của chính bản thân các bạn, đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng các phần mềm làm đẹp để chúng ta chụp những cái hình ảnh chúng ta đưa lên, để Facebook của chúng ta khi người khác nhìn vào, người ta cảm thấy có một sức hấp dẫn, đúng không ạ? Người ta cảm thấy là có sức thu hút. Bất cứ một cái hình ảnh nào bạn đưa lên, bạn cần phải là gì ạ? Phải xem xét một cách cẩn thận, đúng không ạ? Đừng có đưa những cái hình ảnh xấu xí lên, đúng không ạ? Đừng có đưa những cái hình ảnh khi mà mình chụp mà mọi thứ xung quanh nó lộn xộn. Các bạn hiểu không ạ? Tức là chúng ta phải xây dựng cái hình ảnh đẹp. Hình ảnh và video làm sao đẹp. Phải đẹp, đúng không ạ? Phải đẹp thì chúng ta mới hấp dẫn được khách hàng. Thì cái phần này các bạn cần phải lưu ý, đúng không ạ? Rồi yếu tố tiếp theo là gì ạ? Là like, là comment. Đúng không? Là like, là comment. Thì những bạn nào mà đang xem livestream ở đây mà các bạn có quá ít lượt người like, thậm chí có nhiều bài viết không có lượt comment, thì các bạn đang bị rơi vào cái tình trạng là gì ạ? Là mất tương tác, đúng không? Là giảm hiển thị. Nếu mà một Facebook bán hàng ấy, đúng không? Dù tất cả những yếu tố trên mà đảm bảo hiệu quả rồi, nhưng mà nếu mà bạn bài viết của bạn đưa lên mà lại không có nhiều like, hoặc là thậm chí là gần như nhiều bài viết không có comment hoặc ít comment, thì bạn phải xem lại, đúng không ạ? Facebook của bạn đã bị giảm hiển thị hoặc là bị mất tương tác. Vậy thì bạn phải khẩn trương kéo ngay cái tương tác này về tường Facebook của bạn, đúng không ạ? Và các bạn có muốn biết cái cách nào để kéo tương tác nhanh không ạ? Cái cách nào để kéo tương tác một cách nhanh chóng nhất, các bạn có muốn biết không ạ? Và theo các bạn nhận định thì cách nào để kéo tương tác một cách nhanh chóng nhất? Các bạn hãy comment thử xem là các bạn đang xử lý cái tình huống nếu mà các bạn gặp phải thì các bạn sẽ làm gì? Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé.
Nào mời các bạn hãy comment xuống phía dưới là các bạn sẽ lấy này tương tác một cách nhanh chóng nhất bằng cách nào? Các bạn sẽ làm gì? Nào mời các bạn comment ạ. Các bạn đang xem livestream ở đây, tất cả những bạn là đều là những con người hết sức là tuyệt vời. Nếu mà các bạn còn ở đây với Hải Ninh trong đến giờ phút này, cái livestream này chứng tỏ là các bạn đều rất là ham học hỏi. Và xin chúc mừng cho những thành viên mà vẫn còn ở lại đến giây phút này. Cảm ơn Trúc Ly, like. Xin Mai là trả lời là comment. Còn câu trả lời là không ạ? Cách lấy lại tương tác nhanh nhất. Like à? Chưa đúng rồi. Nào các bạn comment đi ạ. Như vậy là mình sẽ trả lời luôn cho bạn câu hỏi này. Khi mà các bạn nhìn thấy cái Facebook của bạn mà gần như là bạn đăng bài bán hàng lên mà cái việc tiếp cận lượt like, lượng comment nó có quá ít trên bài viết của bạn là có nghĩa là các bạn đang bị giảm hiển thị dần dần. Và trong buổi học hôm trước mình đã chia sẻ với các bạn là gì ạ? Nếu mà các bạn đăng bài quá nhiều bài bán hàng thì bài đăng của các bạn sẽ càng không bán được hàng. Đúng không ạ? Và mình đã chia sẻ rất là cụ thể là bạn cần phải làm gì trong cái buổi livestream trước. Còn trong cái buổi livestream này thì cái phần yếu tố để tạo ra một cái sức hút, đúng không ạ, với một Facebook bán hàng chuyên nghiệp là các bạn sẽ phải diện cần phải quan tâm cả cái phần like và comment này. Thì trong cái phần like và comment này đó là gì ạ? Là các bạn sẽ phải diện phải để cái bài đăng của mình tối thiểu 100 đến bao nhiêu ạ, khoảng hơn 100 like đến gần 200 like, đấy là một bài viết mà đảm bảo, đúng không ạ? Rồi comment phải 10 comment trở lên, đúng không ạ? Tức là những cái bài viết, tức là tối thiểu trong một ngày phải có những cái bài viết phải tầm 10 comment trở lên. Có thể có một số bài viết có thể 2, 3, 4 comment nhưng mà nó không quá nhiều. Các bạn hiểu không? Tức là tần suất nó xuất hiện rất là ít. Nhưng về cơ bản là 10 comment trở lên thì nó mới đạt hiệu quả. Và các bạn biết không ạ? Cái phần like comment này, đúng không ạ? Mà khi mà chúng ta cảm thấy nó yếu ấy, tức là nó bị giảm hiển thị, mà muốn kéo một cách nhanh nhất để về cái tương tác về nick Facebook của Tường, đúng không? Về cái tương tác và trong cái nick Facebook của mình ấy, thì cái cách nhanh nhất là các bạn livestream, được chưa? Các bạn livestream và các bạn muốn livestream ấy thì có nhiều bạn ngại không muốn livestream, đúng không? Hoặc các bạn bận chưa livestream được, hoặc không phải lúc nào các bạn cũng livestream được, đúng không? Vậy thì các bạn có thể gì ạ? Các bạn có thể phát livestream bằng phần mềm, đúng không? Phần mềm LiveMP nó hỗ trợ bạn phần này nên các bạn đừng có ngại, được chưa? Thế còn cái phần like này, nếu mà bạn cảm thấy quá ít, các bạn có thể mua được không ạ? Mua được like, đúng không ạ? Mua được like bài viết. Thì các bạn hãy, nếu mà các bạn bán hàng, bạn hãy đầu tư cái việc mua like này. Bởi vì khi khách hàng người ta nhìn vào, người ta sẽ cảm thấy tin tưởng hơn. Chứ còn nếu bài viết của bạn mà chỉ có 1-2 like thì người ta có muốn mua không ạ? Không ạ. Nó giống như kiểu là khi mà chúng ta trang trí cái Facebook của chúng ta, giống như là chúng ta trang hoàng cho chính cái cửa hàng của chúng ta, cái cửa hiệu của chúng ta, mà nó trang hoàng càng đẹp thì khách hàng càng muốn bước vào. Còn nếu mà nó đơn giản quá và nó không có một cái gì hấp dẫn cả thì khách hàng người ta sẽ không muốn vào đâu. Thế nên là cái việc, kể cả cái việc like bài viết này, các bạn nên mua tăng like. Nó cũng giống như là gì ạ? Là các bạn tô son vậy, đúng không ạ? Là phụ nữ thì chúng ta tô son chúng ta cũng thấy sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vậy thì Facebook bán hàng của chúng ta cũng cần phải chú ý hơn điều này, đúng không ạ? Đừng để một bài viết của chúng ta mà chỉ có vài like, đúng không? Đấy, thế thì các bạn sẽ phải nhìn nhận lại vấn đề. Một Facebook bán hàng chuyên nghiệp không thể nào mà để có một bài viết mà chỉ có vài like được. Các bạn cần phải mua like bài viết. Đấy, được chưa? Các bạn cần phải mua like bài viết thì để đạt được hiệu quả cao hơn. Thế đến đây 9 yếu tố này hết chưa? Chưa hết ạ, yếu tố cuối cùng, đúng không ạ? Nào các bạn nghe cái livestream này, các bạn nghe đến phần này các bạn có thấy chưa? Các bạn có thấy nhận ra vấn đề chưa? Đúng không? Nếu mà các bạn cảm thấy nhận ra vấn đề rồi, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới để mình biết là các bạn vẫn đang rất chăm chú xem cái livestream này, được chưa? Các bạn đang rất chăm chú xem cái livestream này. Các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ. Nào xin mời tất cả các bạn, các bạn hãy comment khẩn trương lên. Rồi, cảm ơn Mai. Nào các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ.
Rồi cảm ơn Trúc đi. Như vậy các bạn đã hiểu được cái vấn đề rồi ạ, đúng không? Tầm quan trọng của nó. Và yếu tố thứ 10 đó là gì ạ? Yếu tố thứ 10 mà trong cái phần xây dựng Facebook bán hàng chuyên nghiệp, các bạn có biết yếu tố đó là gì không ạ? Các bạn có biết yếu tố này là gì không ạ? Các bạn có thể đoán được yếu tố này là yếu tố nào không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi, các bạn có đoán được yếu tố này yếu tố gì không ạ? Nào, cảm ơn Trúc Ni. Các bạn hãy có thể đoán được yếu tố cuối cùng này yếu tố gì không ạ? Sao là rất là khó đoán đúng không ạ? Chốt hàng. Trúc Ni ơi, cái phần này là Facebook bán hàng chuyên nghiệp mà mình đang thiết kế một Facebook bán hàng chuyên nghiệp, tức là những cái gì mà thể hiện ở trên cái Facebook, một cái trang cá nhân, một cái trang cá nhân khi mà chúng ta nhìn vào được, chúng ta nhìn nhận được thu hút khách hàng chưa đúng ạ? Nào các bạn hãy thử comment xuống phía dưới nào. Các bạn hãy thử comment xuống phía dưới đi. Các bạn có biết yếu tố này không ạ? Thu hút khách hàng chưa đúng, chốt hàng chưa đúng. Các bạn hãy comment đi. Còn bạn nào khác không ạ? Chưa thấy ai có câu trả lời đúng cả. Các bạn cái nội dung này có vẻ khó đoán đúng không nhỉ? Đúng không ạ? Chúng ta đi hết nội dung chưa? Hình ảnh, video, like, comment. Và nội dung cuối cùng ở đây chúng ta sẽ phân tích, ở đây là nội dung bài đăng. Được chưa? Nội dung bài đăng. Đúng không ạ? Nội dung bài đăng thì các bạn hãy chú ý. Tất cả những cái nội dung bài đăng các bạn đưa lên là chúng ta sẽ phải tạo ra được cái gì ạ? Cái sức hút đối với khách hàng. Cái nội dung bài đăng của bạn đưa lên phải là hữu ích, phải trao cho khách hàng cái giá trị của mình, đúng không ạ? Phải trao cho khách hàng giá trị. Thì trong cái phần nội dung bài đăng này nó rất là quan trọng. Đấy. Thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta là một Facebook bán hàng chuyên nghiệp, các bạn hãy gạt bỏ tất cả những cái từ gì ạ? Những cái từ ngữ thiếu văn hóa, chúng ta không bao giờ được phép đăng bài lên. Chúng ta cũng không bao giờ nên đăng những cái từ ngữ u sầu, đúng không ạ? Các bạn luôn luôn thể hiện mình ở trên Facebook là một con người tích cực, là một con người giàu năng lượng, là một con người có một sức hút, đúng không ạ? Thì khách hàng người ta mới muốn nhìn vào bạn để mà ngưỡng mộ, người ta muốn nhìn vào bạn để mà theo bạn, đúng không ạ? Thì các bạn cần phải chú ý cái phần này, cần phải chú ý cái phần này. Thì cái chỗ phần nội dung bài đăng này, các bạn nên nhớ rằng là luôn thể hiện mình là một người gì ạ? Tự tin, đúng không ạ? Có sức hút, có một cái lối sống lành mạnh, có một suy nghĩ tích cực, có một gì ạ? Một tư duy năng lượng. Thì khách hàng người ta sẽ theo các bạn, đúng không ạ? Người ta sẽ thể hiện, người ta sẽ nhìn thấy à, cái Facebook này thực sự là chuyên nghiệp, đúng không? Người ta sẽ nhìn thấy là bạn là một con người đáng ngưỡng mộ. Thế, thế thì khách hàng người ta sẽ theo bạn thôi, đúng không? Tức là mình đã tạo ra một cái sức hút rất là lớn đối với khách hàng. Thì cái nội dung bài đăng này các bạn phải nhớ những cái yếu tố đó để chúng ta vận dụng cho đạt được cái hiệu quả cao hơn. Được chưa? Đến cái phần này thì các bạn đã hiểu được toàn bộ cái cách mà thiết kế Facebook bán hàng chuyên nghiệp chưa ạ? Cho nên là 10 cái yếu tố cơ bản, 10 yếu tố cơ bản mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Và trong 10 yếu tố cơ bản này các bạn đã nắm được hết các cái giá trị nội dung rồi, đúng không ạ? Thế thì các bạn thấy là một cái Facebook
bán hàng chuyên nghiệp mà các bạn thay đổi lại 10 yếu tố này, các bạn nhìn lại các bạn sẽ thấy Facebook bán hàng của mình hoàn toàn diện lên một tầm cao mới, lên một tầm cao mới. Được chưa? Các bạn nhớ rõ nội dung đấy chưa? Mình sẽ xóa đi nhé. Chính cái bài tập của chính ngày hôm nay đúng không ạ, là các bạn sẽ phải thay đổi để cái nick Facebook của mình với 10 cái nội dung mà Hải Ninh chia sẻ cho các bạn, để giúp cho các bạn gì ạ, đưa cái nick Facebook của mình một cách chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Các bạn hiểu rõ 10 cái yếu tố Hải Ninh chia sẻ rồi đúng không ạ? Và các bạn có thấy là 10 cái yếu tố đó có thực sự là tuyệt vời không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy là các bạn nhận được nhiều cái giá trị trong cái buổi livestream ngày hôm nay, các bạn hãy comment tuyệt vời đi ạ. Các bạn hãy comment cái từ tuyệt vời, bởi vì cái từ tuyệt vời mình rất là thích được nhận cái từ này. Mình rất là thích đón nhận cái từ này, tuyệt vời. Nếu mà các bạn nói cái từ tuyệt vời nhiều thì các bạn, bản thân các bạn cũng sẽ cảm thấy ạ, các bạn cảm thấy năng lượng hơn, các bạn cảm thấy cuốn hút hơn, đúng không ạ? Bản thân khi mà các bạn nói ra thì chính các bạn đã được nhận cái giá trị đó trước rồi, đúng không ạ? Tại sao mà khi các bạn hay nói những cái từ ngữ hay, nó sẽ rất là tích cực, nó sẽ rất là gì ạ, tạo ra năng lượng và các bạn sẽ rất là vui vẻ và yêu đời. Bởi vì chính bản thân các bạn khi các bạn nói ra là nó đem lại những nguồn năng lượng cho các bạn. Mà các bạn thấy nó tuyệt vời, các bạn hãy nói tuyệt vời đi ạ. Vì 10 cái yếu tố mà Hải Ninh chia sẻ đó, nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi một cái nick Facebook của bạn gì ạ, lên một tầm cao mới. Nó lên một tầm cao mới, đúng không ạ? Và các bạn, khi bạn, các bản thân các bạn nhìn lại cái nick Facebook hiện tại của bạn, và sau đó các bạn thay đổi nó đi, các bạn xem lại sự khác biệt nó hoàn toàn. Khách hàng đến với bạn cũng sẽ gì ạ? Sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Người lạ cũng sẽ dễ dàng bị bạn thu hút hơn rất là nhiều. Bạn thấy nó thực sự là tuyệt vời đúng không ạ? Bạn thấy nó thực sự là tuyệt vời thì bạn hãy comment tuyệt vời đi, để Hải Ninh biết rằng là những bạn đang xem đến cuối buổi livestream này là các bạn đã thực sự là những con người rất là tuyệt vời rồi. Bản thân các bạn đã rất là cố gắng rồi đúng không ạ? Giờ phút này cũng không còn phải là có nhiều thời gian nữa, cái buổi livestream này cũng đã diễn ra khá là nhiều giờ rồi, và các bạn vẫn còn xem đến cái giờ phút này là các bạn đã là một những con người rất là tuyệt vời, đúng không? Và các bạn thấy cái nội dung mà Hải Ninh chia sẻ nó thực sự là tuyệt vời thì các bạn hãy comment đấy. Cảm ơn Nguyễn Liên, cảm ơn Trúc Ly, cảm ơn Mai, đúng không? Các bạn thấy nó thực sự là có ý nghĩa. Và bài tập, đúng không? Bài tập của buổi ngày hôm nay là các bạn sẽ thay đổi lại chính nick Facebook của mình. Hãy thay đổi lại nick Facebook của mình đi. Hãy tạo ra một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp hơn. Và sau đó các bạn hãy inbox cho Hải Ninh. Hải Ninh sẽ chỉnh sửa cho các bạn một cách chi tiết hơn. Để gì ạ? Để các bạn sẽ thực sự là một người bán hàng chuyên nghiệp. Và kết thúc khóa học này, mình sẽ gửi các bạn một cái chứng nhận để các bạn tự tin hơn khi mà giao tiếp với khách hàng, để khách hàng nhìn bạn ở một cái tầm cao hơn, đúng không? Và người ta cũng sẽ rất là thích thú khi mà người ta được gì ạ? Được mua hàng của một người bán hàng chuyên nghiệp, một chuyên gia bán hàng, đúng không? Đấy, thì đó là những điều hết sức là tuyệt vời. Những bạn mà làm tất cả những bài tập, đúng không ạ? Tham gia tất cả những nội dung câu hỏi, tham gia những nội dung yêu cầu mà Hải Ninh chia sẻ, thì các bạn sẽ nhận được cái giấy chứng nhận đó. Không phải ai cũng nhận được đâu ạ. Nên là các bạn hãy tập trung ạ, hãy tập trung. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Nó thực sự là tuyệt vời như thế nào thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Được chưa? Có rất là nhiều cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Và trong cái phần một cái nội dung rất là quan trọng trong cái phần về thu hút khách hàng thì các bạn nên nhớ đó là gì ạ? Là cái nguyên tắc nội dung đăng bài. Các bạn nên nhớ là nguyên tắc nội dung đăng bài là chúng ta sẽ đăng theo cái công thức 80-20. Tức là chúng ta sẽ đăng 80 nội dung là gì ạ? Chia sẻ giá trị hữu ích, chia sẻ về cái cuộc sống, đúng không ạ, của bản thân cá nhân chúng ta, phải gần gũi với khách hàng. Và chỉ 20% thôi là chúng ta viết bài đăng chất lượng về sản phẩm dịch vụ của chúng ta.
Cái phần này Hải Linh đã chia sẻ trong rất nhiều các live stream rồi. Các bạn hãy thực hiện điều đó, đúng không? Bởi vì các bạn đã được học đến buổi này là buổi thứ hai rồi. Và các bạn hiểu rằng là không phải là một Facebook bán hàng chuyên nghiệp là chúng ta cứ đăng bài bán hàng từ đầu đến cuối đâu. Việc mà các bạn đăng bài bán hàng từ đầu đến cuối là chính là việc mà các bạn đang hiếp dâm khách hàng, đúng không? Khách hàng không hề muốn mua sản phẩm, mà gì ạ? Người ta muốn gì ạ? Muốn bạn giúp họ giải quyết cái vấn đề mà họ đang gặp phải, hoặc là thỏa mãn cái nhu cầu mà họ đang mong muốn. Thế nên là do đó, các bạn phải nhớ rằng nguyên tắc bán hàng đây là chúng ta phải trao đi giá trị. 80% là chia sẻ cái kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, chia sẻ về bản thân, chia sẻ về quan điểm của mình. Và chỉ 20% thôi là chúng ta nhận chia sẻ về những cái bài đang hấp dẫn về sản phẩm dịch vụ, và các bạn vẫn bán được hàng, và thậm chí các bạn bán được hàng rất nhiều hơn thuế trước rất nhiều. Vì người ta mua hình ảnh, người ta bán niềm tin, đúng không? Mua hình ảnh bán niềm tin, các bạn nhớ cái điều đó. Thế, cảm ơn tất cả các bạn xem cái livestream này. Và cái nguyên tắc bán hàng, các bạn nhớ nhé, nguyên tắc nội dung đăng bài, các bạn nhớ theo cái công thức mà mình chia sẻ với các bạn. Đấy, chia sẻ với các bạn. Thì trong cái phần nghệ thuật thu hút khách hàng ngày hôm nay, có rất là nhiều nội dung từ đầu giờ các bạn đã xem, đúng không ạ? Mình chia sẻ rất là nhiều nội dung rồi, các bạn nên nhớ là phải ghi lại. Hoặc các bạn chưa có thể theo dõi được hết thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, đúng không? Hãy chia sẻ livestream này về tường, gắn thẻ bạn bè vào để chúng ta cùng học những cái nội dung quan trọng và hữu ích, để các bạn vận dụng những kiến thức này để mà chúng ta áp dụng để đạt được cái kết quả cao hơn. Đấy, được chưa? Và các bạn nên nhớ là trong cái phần nghệ thuật thu hút khách hàng, cái nội dung đăng bài là quan trọng rồi, nhưng mà các bạn nên nhớ này, thực sự, đúng không ạ? Thực sự thì cái đích cuối cùng của mình là chúng ta gì ạ? Là chúng ta mong muốn bán được hàng. Nhưng các bạn nên nhớ rằng cái việc bán được hàng nó là hệ quả của những cái yếu tố mà chúng ta đã làm trước đó. Đấy. Vậy thì các bạn nên nhớ là một phần trong cái yếu tố mà để thu hút được khách hàng là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái gì ạ? Tư liệu bán hàng. Dù gì thì nói chúng ta cũng phải có những cái tư liệu bán hàng hấp dẫn. Hấp dẫn. Tư liệu bán hàng hấp dẫn đó gì ạ? Đó là ảnh sản phẩm, đúng không? Đó là ảnh sản phẩm. Còn gì nữa không ạ? Theo các bạn còn gì nữa không? Video sản phẩm, đúng không ạ? Video sản phẩm. Còn gì nữa không? Tiêu đề bài viết. Tiêu đề bài viết, đúng không ạ? Rồi là phần giới thiệu, đúng không ạ? Giới thiệu rất là nhanh. Giới thiệu nhanh. Tức là chúng ta phải giới thiệu cái sản phẩm đó thoáng qua thôi, nhưng mà khách hàng vẫn gì ạ? Vẫn có ấn tượng về cái sản phẩm đó. Và bài viết về sản phẩm. Về sản phẩm phải hấp dẫn. Các bạn nên nhớ rằng là khi mà chúng ta thu hút khách hàng mà chúng ta đều mong muốn bán được nhiều hàng, vậy thì một trong số yếu tố đó là chúng ta sẽ phải tạo cái tư liệu bán hàng hấp dẫn. Và những cái tư liệu bán hàng hấp dẫn gồm những cái yếu tố này, năm yếu tố này, các bạn hãy nhớ và ghi vào năm yếu tố này. Ảnh sản phẩm này, mình nhắc lại, các bạn có thể comment xuống bên dưới ảnh sản phẩm. Các bạn hãy comment nhanh xuống bên dưới ảnh sản phẩm. Video sản phẩm. Được chưa? Video sản phẩm. Tiêu đề bài viết. Tiêu đề bài viết. Rồi là gì ạ? Giới thiệu nhanh. Đúng không? Giới thiệu nhanh. Rồi là gì ạ? Bài viết hấp dẫn về sản phẩm. Được chưa? Bài viết hấp dẫn về sản phẩm. Thì đấy là năm cái yếu tố tạo ra một tư liệu bán hàng, đúng không? Chất lượng. Thì các bạn nhớ là tư liệu bán hàng chất lượng. Đấy là cái yếu tố rất là quan trọng. Được chưa? Đấy là yếu tố rất là quan trọng. Các bạn có theo dõi kịp không? Các bạn hãy comment khẩn trương đi ạ, hãy comment nhanh đi ạ. Ảnh sản phẩm ạ. Video sản phẩm, rồi mình nhìn thấy rồi, cảm ơn Trúc đi. Tiêu đề bài viết ạ. Tiêu đề bài viết. Đúng rồi ạ. Giới thiệu nhanh. Rồi, cảm ơn bạn. Và bài viết. Bài viết sản phẩm hấp dẫn. Thấy chưa? Bài viết sản phẩm hấp dẫn.
Bài viết sản phẩm hấp dẫn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Đó là mình đã chia sẻ các bạn những cái nội dung cơ bản, những cái nội dung cơ bản về nghệ thuật thu hút khách hàng. Các bạn hiểu không ạ? Nghệ thuật thu hút khách hàng nó có những cái yếu tố rất là quan trọng như vậy, đúng không ạ? Yếu tố rất là quan trọng để tạo thương hiệu cá nhân, hình ảnh các bạn đưa lên cũng phải hấp dẫn, hình ảnh bản thân các bạn, hình ảnh với video sản phẩm liên quan hoặc gần gũi với sản phẩm của các bạn, tất cả nó phải tạo ra những cái hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp. Vì người ta gì ạ? Mua hình ảnh và bán niềm tin. Các bạn phải tạo ra sự tin tưởng đối với khách hàng. Ngày hôm nay các bạn cảm thấy cái kiến thức giá trị nó hết sức là hữu ích, đúng không ạ? Các bạn cảm thấy nó hết sức là hữu ích, các bạn cũng đã nhận được cái giá trị rất là nhiều từ cái live stream này nên chia sẻ với các bạn. Và các bạn muốn biết không ạ? Các bạn có muốn biết bí mật lớn nhất là gì ở đây không ạ? Bí mật lớn nhất. Các bạn có muốn biết bí mật lớn nhất để bán được hàng không ạ? Nếu mà các bạn muốn biết bí mật lớn nhất, các bạn hãy comment đi ạ. Những bạn đang xem live stream ở đây, các bạn hãy comment đi ạ. Nếu mà các bạn muốn biết, thực sự muốn biết bí mật lớn nhất. Cái bí mật này khi mình tiết lộ ra cho các bạn thấy là nó cực kỳ là đơn giản, nhưng nó lại cực kỳ là giá trị. Và nó sẽ xuyên suốt toàn bộ cái quá trình mà các bạn bán hàng online. Và các bạn sẽ thành công ở bất cứ lĩnh vực nào mà các bạn sẽ tham gia. Các bạn có muốn biết không ạ? Cảm ơn Trúc My. Còn những bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác thì sao? Nếu mình chia sẻ cái điều này ra, các bạn sẽ thấy là ồ, nó thực sự là tuyệt vời. Nó thực sự là tuyệt vời. Và các bạn sẽ thấy rằng là bạn bán cái sản phẩm nào cũng thành công. Bạn bán sản phẩm nào cũng thành công. Cảm ơn Mai. Còn những bạn khác thì sao? Các bạn hãy comment ạ. Những bạn khác thì sao? Các bạn có muốn biết không ạ? Nào các bạn hãy comment ạ. Cảm ơn Nguyễn Liên. Vậy bí mật lớn nhất mình muốn tiết lộ với các bạn ở đây ạ, là hãy cho đi thật nhiều. Các bạn hãy ghi nội dung ra nhá. Hãy cho đi thật nhiều. Các bạn phải cho đi thật nhiều ạ, đúng không? Hãy cho đi thật nhiều để người dùng yêu quý bạn. Để người dùng, tức là những người mà online trên Facebook, người ta sẽ có thể mua hàng của bạn đấy. Người dùng sẽ gì ạ? Yêu quý bạn. Để người dùng sẽ yêu quý bạn, được chưa? Và từ đó mua hàng của bạn. Được chưa? Và từ đó mua hàng của bạn. Các bạn hãy viết cái nội dung này ra để comment xuống phía dưới ạ. Vì nó sẽ thực sự là cái nội dung xuyên suốt cái quá trình bán hàng của bạn. Và nó thực sự là một bí mật lớn nhất mà các bạn cần phải biết được ạ. Bí mật lớn nhất mà các bạn cần phải biết được. Hãy cho đi thật nhiều để người dùng sẽ yêu quý bạn. Và từ đó mua hàng của bạn, đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì bạn. Vì gì ạ? Vì bạn. Vì bạn, vì bạn, đúng không ạ? Chứ không phải vì sản phẩm. Chứ không phải vì sản phẩm, được chưa? Khi đó bạn bán gì cũng thành công. Được chưa? Các bạn có thấy là thực sự là khi mà mình tiết lộ cái bí mật lớn nhất này, các bạn sẽ nhìn nhận như thế nào ạ? Nó thực sự là tuyệt vời, đúng không ạ? Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Bạn hãy cho đi thật nhiều, đúng không ạ? Hãy cho đi tức là gì ạ? Bạn hãy
chia sẻ những cái giá trị mà bạn có được đúng không ạ? Những giá trị bạn có được, những kinh nghiệm bạn có được, hoặc là những cái bí quyết bạn có được, nó rất là nhỏ thôi. Thậm chí đối với bạn nó có thể là bình thường, nhưng đối với người khác đúng không ạ, nó thực sự là một cái bí quyết hữu ích đối với họ. Thì bạn hãy chia sẻ đi, hãy đừng ngần ngại chia sẻ. Chia sẻ đây không phải là các bạn cứ chia sẻ các cái nội dung, các cái video hay là các cái hình ảnh mà chúng ta thấy người khác đăng lên chúng ta chia sẻ bài tường, nó không phải thế. Mà chúng ta phải đưa những cái bài viết chia sẻ lên, đúng không ạ? Chúng ta đưa những cái hình ảnh, đưa cái video chia sẻ lên. Đấy, chúng ta hãy cho đi thật nhiều để mà gì ạ? Để người dùng người ta sẽ yêu quý bạn, người ta sẽ yêu quý bạn. Các bạn nên nhớ nhé. Để từ đó mua hàng của bạn là gì ạ? Là vì bạn. Là vì bạn chứ không phải vì sản phẩm. Các bạn hiểu nó rất là quan trọng ạ, nó rất là tuyệt vời luôn ạ. Người ta mua hàng của bạn là vì bạn, đúng không? Là vì chính bạn chứ không phải là vì sản phẩm đâu. Các bạn đừng có hiểu lầm, đừng có lúc nào cũng khoe là sản phẩm của em tốt lắm. Chị mua đi, không thì hết, đúng không ạ? Các bạn rất sai lầm ở cái chỗ phần này. Người ta mua hàng của bạn là vì bạn chứ không phải là vì sản phẩm của bạn đâu. Hãy thay đổi lại cái tư duy của bạn, được chưa? Và khi đó nhá, thì bạn bán gì cũng thành công. Tức là bạn bán sản phẩm này người ta mua cho bạn, bạn bán sản phẩm khác người ta mua cho bạn, bởi vì là người ta yêu quý bạn, đúng không? Người ta yêu quý bạn và người ta mua hàng cho bạn là vì bạn chứ không phải là vì sản phẩm, đúng không? Là không phải vì sản phẩm. Các bạn ghi xong cái câu này chưa? Nó thực sự là tuyệt vời. Bao nhiêu số các bạn đang nghe cái livestream này các bạn thấy tuyệt vời thì các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Các bạn cảm thấy như thế nào sau khi học xong cái buổi livestream ngày hôm nay? Các bạn hãy comment xuống phía dưới, hãy ghi ra cái cảm xúc của các bạn, hãy ghi ra cái suy nghĩ của các bạn để Hải Ninh có thể biết được các bạn, để Hải Ninh có thể chia sẻ với các bạn thật nhiều những kiến thức giá trị hơn, nó hữu ích hơn, đúng không? Và với những kiến thức mà Hải Ninh chia sẻ nó sẽ trực tiếp, đúng không ạ? Nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi lại cái con người của các bạn, thay đổi lại cái cách mà các bạn đang bán hàng một cách thông thường, đúng không ạ? Thông thường, đúng không ạ? Mình nhắc lại là hãy cho đi thật nhiều, vì là người ta sẽ gì ạ? Để cho người ta yêu quý bạn, yêu quý bạn. Từ đó họ sẽ mua hàng của bạn là vì bạn chứ không phải vì sản phẩm của bạn. Và khi đó bạn sẽ bán hàng gì cũng thành công. Đấy là lý do, đúng không ạ? Chúng ta hãy biến chúng ta thành gì ạ? Những ngôi sao. Chúng ta hãy biến chúng ta thành những người nổi tiếng, giống như ca sĩ, giống như nghệ sĩ đấy. Tức là khi họ bán cái gì là cũng có nhiều người mua, đúng không ạ? Cái sản phẩm. Họ bán cái gì cũng sẽ có người mua. Là vì ạ? Vì họ được một cái lượng người gì ạ? Lượng fan đấy gì ạ? Yêu quý họ. Vậy thì chúng ta cũng sẽ phải tạo ra trong cái cộng đồng của chúng ta, đúng không ạ? Dù bạn là ai đi chăng nữa, bạn cũng có một nhóm, đúng không ạ? Dù nhỏ hay dù lớn là đều yêu quý bạn. Vậy hãy tạo ra thật nhiều những người yêu quý bạn thì bạn bán cái sản phẩm gì cũng thành công. Vì họ gì ạ? Họ mua hình ảnh, họ bán niềm tin, họ yêu quý bạn rồi, họ mua sản phẩm cho bạn là vì bạn, chứ không phải là vì bạn có cái sản phẩm đó. Bạn hiểu không ạ? Đấy là một bí mật gì ạ? Đấy là một bí mật lớn nhất. Đấy chưa? Như vậy là buổi livestream của Hải Ninh trong cái khóa học chuyên gia bán hàng online ngày hôm nay đã tạm khép lại chương trình về nghệ thuật thu hút khách hàng. Thì những bạn đang xem livestream đến giờ phút này, các bạn hãy comment cái cảm nhận của các bạn đi ạ. Xem là các bạn xem xong cái livestream này các bạn cảm thấy như thế nào. Các bạn cảm thấy là các bạn đã nhận được những cái giá trị gì. Cảm xúc của các bạn hiện tại ra sao, đúng không ạ? Các bạn đã cảm thấy là mình thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Các bạn có thấy tư duy của mình có một cái sự thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi không? Các bạn hãy comment cái cảm xúc của các bạn đi ạ. Cảm ơn Lâm Thị Trúc Đi ạ. Cảm ơn Nguyễn Liên, cảm ơn Diên Mai. Các bạn thấy là thực sự là tuyệt vời đúng không ạ? Ngay sau cái livestream này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Mình sẽ mời các bạn làm bài tập, đó chính là gì ạ? Tạo ra cái nick Facebook bán hàng của bạn chuyên nghiệp, thay đổi lại cái nick Facebook của bạn bán hàng chuyên nghiệp hơn. Đúng không ạ? Hãy inbox vào cho Hải Ninh để Hải Ninh sẽ hỗ trợ bạn, đúng không ạ? Hỗ trợ bạn một cách tốt nhất để tạo ra một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp, đúng không ạ? Những bạn
mà đã là học viên trong cái khóa học này, hãy làm cái bài tập này. Và những bạn nào hoàn thành xuất sắc bài tập, đúng không ạ, vừa chia sẻ livestream này, vừa tag tên bạn bè này, hoàn thành xuất sắc bài tập là các bạn sẽ nhận được một giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc khóa học. Và mình rất là mong có nhiều bạn nhận được cái giấy chứng nhận này, để các bạn tự nâng tầm bản thân lên. Khách hàng nhìn vào bạn, người ta sẽ cảm thấy ngưỡng mộ bạn, đúng không ạ? Bạn không còn là một người bán hàng đơn thuần nữa, bởi vì bạn sẽ thấm nhuần được cái tư duy mà Hải Linh chia sẻ cho các bạn, để giúp cho các bạn nhận ra rằng là gì ạ? Là việc bán hàng online không phải là chúng ta bán sản phẩm, mà chúng ta đang giúp cho gì ạ? Giúp cho khách hàng thỏa mãn cái nhu cầu của họ, giải quyết cái vấn đề họ đang gặp phải, đúng không ạ? Và họ sẽ mua hàng của chúng ta vì họ yêu quý chúng ta, họ mua hàng của chúng ta là vì chúng ta, chứ không phải là vì sản phẩm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bán bất cứ sản phẩm nào cũng sẽ thành công, được chưa? Cũng sẽ thành công, bởi vì chúng ta sẽ có một lượng khách hàng yêu quý, đúng chưa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ, nếu các bạn thực sự là thấy cái livestream này tuyệt vời, các bạn hãy comment luôn đi. Và hãy comment tuyệt vời đi ạ. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Các bạn thấy tuyệt vời, các bạn hãy cứ comment tuyệt vời. Nếu mà các bạn cảm thấy là nó chưa giá trị đối với các bạn thì các bạn có thể là gì ạ? Các bạn có thể không comment, hay là các bạn có thể cảm thấy là nó chưa đạt được cái kết quả như các bạn mong muốn, thì các bạn cũng chia sẻ. Đó là những cái chia sẻ thật lòng của các bạn, và mình mong muốn là luôn luôn có nhiều cái giá trị hữu ích để mà các bạn nhận được nhiều hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái khóa học mình đưa ra cho các bạn ở đây, mình sẵn sàng bỏ ra khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi đây với các bạn, đúng không ạ? Để gì ạ? Để mong muốn là trao cho các bạn nhiều cái giá trị hữu ích hơn, để các bạn có thể bán hàng online tốt hơn, và đó là cái điều mình thực sự mong muốn. Đấy. Và các bạn biết không ạ? Khóa học hoàn toàn miễn phí. Trong khi đó mà để có những kiến thức này là mình đã phải đi học mất phí, đúng không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Mình đã phải đi học ở những cái lớp đào tạo chuyên sâu mất phí để mình có kiến thức mình chia sẻ lại các bạn, vì mình mong muốn và mình hiểu rằng là rất nhiều bạn bán hàng online khi mới bắt đầu còn rất nhiều khó khăn, đúng không ạ? Có rất nhiều các khoản chi vì các bạn phải chi, và mình muốn sẽ giúp đỡ được các bạn phần nào đó để mà các bạn gì ạ? Có kiến thức bán hàng online hiệu quả hơn. Đấy. Thế nên là cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái livestream này. Đấy. Và các bạn có thực sự quyết tâm thay đổi không ạ? Trước hết là quyết tâm thay đổi chính cái nick Facebook bán hàng của mình, tạo ra một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp, được chưa? Hãy tuyên thệ đi ạ, tôi quyết tâm tạo ra một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Đấy chính là cái bài tập trong cái buổi ngày hôm nay. Và ngày hôm sau thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ngày mai mình sẽ hỗ trợ cho các bạn để giúp cho các bạn có một cái Facebook hoàn chỉnh hơn, được chưa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé, tôi quyết tâm có một nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Và chúng ta sau khi các bạn tuyên thệ cái lời quyết tâm này, mình sẽ lấy đó làm cái cơ sở để mà trao một phần, làm cơ sở để mà nhận định được bạn nào thực sự là học viên xuất sắc, thì các bạn sẽ có giấy chứng nhận là đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Không phải là ai xem livestream cũng được nhận giấy chứng nhận đâu ạ. Thế nên là các bạn thực sự là phải gì ạ? Phải nghe, phải gì ạ? Phải hành động và để tạo ra kết quả, được chưa? Cảm ơn Nguyễn Liên, cảm ơn Mai. Đúng rồi ạ, tôi quyết tâm có một Facebook bán hàng chuyên nghiệp. Các bạn phải thay đổi từ chính cái nick Facebook của mình, thay đổi cái nick Facebook của mình để trở nên chuyên nghiệp hơn. Khách hàng nhìn vào đó, người ta muốn gì ạ? Muốn mua hàng của mình thay vì của người khác, bởi vì bản thân mình có nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ còn hướng dẫn nhiều các bạn nhiều cái phần nội dung liên quan đến những cái tuyệt chiêu, những cái kỹ năng để gì ạ? Để các bạn hấp dẫn khách hàng, để các bạn có được khách hàng, đúng không ạ? Yêu quý mình. Cảm ơn Mai. Còn những bạn khác thì sao ạ? Các bạn có quyết tâm có một Facebook bán hàng chuyên nghiệp không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Và các bạn hãy comment xuống phía dưới nào. Cảm ơn Trúc Ni ạ. Vậy thì khi các bạn quyết tâm rồi thì tức là thời gian của chúng ta chỉ còn khoảng 1 ngày là các bạn phải hoàn thiện xong cái nick Facebook của bạn, đúng không? Và trong ngày mai mình sẽ kiểm tra toàn bộ những cái nick Facebook của bạn, được chưa? Những bạn mà comment và những bạn inbox vào trực tiếp nick Facebook của Hải Linh sẽ kiểm tra toàn bộ cái nick Facebook của bạn để đảm bảo xem là bạn đã thực sự quyết tâm đến đâu, bạn đã thay đổi cái nick Facebook của bạn như thế nào, đúng không ạ?
và mình sẽ hỗ trợ các bạn một phần để giúp cho các bạn nhận định, đúng không ạ, tặng lại cho các bạn chính cái nick Facebook bán hàng, một cái nick Facebook bán hàng chuyên nghiệp hơn. Cảm ơn Mai. Cảm ơn các bạn đã xem livestream đến cuối buổi livestream này. Các bạn thực sự quyết tâm rồi đúng không ạ? Các bạn thực sự quyết tâm rồi ạ? Các bạn đã tuyên thệ rồi đúng không ạ? Vậy thì ngày mai hãy cho Hải Ninh thấy là các bạn đã thay đổi cái nick Facebook đó như thế nào, đúng không ạ? Hãy inbox vào nick Facebook của Hải Ninh và Hải Ninh sẽ hỗ trợ cho các bạn. Được chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream này và mình sẽ kết thúc cái buổi livestream ở đây. Nếu mà các bạn không có câu hỏi hay thắc mắc gì nữa thì mình sẽ xin chào các bạn trong cái buổi livestream này và chúng ta sẽ kết thúc cái buổi thứ hai trong khóa học chuyên gia bán hàng hôm nay. Được chưa? Cảm ơn Mai. Các bạn tuyên thệ rồi các bạn nhớ làm nhé. Chào Nguyễn Liên. Chào Diễn Mai. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream thứ 3, đúng không ạ? Với cái nội dung thời lượng số lượng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ và với những kiến thức Hải Ninh chia sẻ rất là nhiều những kiến thức thì các bạn hãy cố gắng, đúng không ạ? Có thể nghe lại, ghi chép lại để chúng ta vận dụng cái kết quả đạt được một cách tốt nhất. Được chưa ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào Nguyễn Liên. Xin chào các bạn.